Này trên Dạ đây thấy này mà luôn. ạ, mình sẽ đi về sinh lý hệ tuần hoàn, thì sẽ đi sinh lý của bốn hệ cơ quan trước đi cho nó dễ. Sinh lý hệ cơ quan là những cái hệ lớn, thì mình giải thích cơ chế nó sẽ dễ hơn so với lại những cái chuyển hóa cơ bản bên trong. Mình đi bốn hệ cơ quan trước. Thì đầu tiên có sinh lý về hệ tuần hoàn, thì các anh chị về học về sinh lý bệnh thì mình cũng có học qua về cái tuần hoàn của máu đi trong cơ thể rồi. Còn những anh chị nào mà mình chưa học thì ngày hôm nay mình sẽ nhắc lại cho anh chị ha. Mình sẽ mục tiêu của bài mình sẽ nêu được ba cái phân loại của ba cái loại suy tim là một, trình bày cơ chế bệnh sinh của suy tim là hai, hiểu được là bệnh sinh của sơ vữa động mạch, trình bày được các cái cơ chế bệnh sinh của cao huyết áp và hạ huyết áp. Vậy thì đại cương về hệ tuần hoàn á, hệ tuần hoàn thì bao gồm tim và mạch máu. Mạch máu thì nó bao gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch, đúng không ạ? Thì những cái khái niệm về suy tuần hoàn nghĩa là như thế nào? Là khi thể mất hoặc là giảm cái khả năng tưới máu cho cơ thể, thì cái lượng máu đến các cái tế bào cơ quan nó giảm thì nó được định nghĩa là suy tuần hoàn. Suy tuần hoàn thì nó gồm hai nguyên nhân, một là do tim, hai là do mạch máu. Thì một trong trường hợp thứ nhất là khối lượng máu nó giảm thì nó cũng được định nghĩa là suy tuần hoàn. Định nghĩa thứ hai nữa là lượng máu trong cơ thể vẫn bình thường nhưng tim co bóp không đủ để tống đi thì nó được định nghĩa thứ hai. Vậy thì suy tuần hoàn nó gồm hai khái niệm là một là do tim, hai là do tuần hoàn, tức là do mạch, do số lượng máu ở trong các lòng mạch. Vậy thì mình nhắc lại về cái giải phẫu sinh lý của tim một chút xíu anh chị ha. Anh chị nhìn thấy cái màn hình nó rõ không ạ? Dạ rõ. Nhìn thấy cái Rõ. giải phẫu của tim rõ đúng không anh chị? Vậy Dạ thì rõ. mình nhắc lại về giải phẫu để anh chị nhớ ha. Anh chị nhìn thấy cái con chó chuột của cô đang di không? Dạ Thấy thấy không? rõ cô. Dạ. Thấy rõ con chuột này đúng không ạ? Cái buồng này này, người ta gọi là buồng tâm nhĩ phải. Ngăn cách giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải là van ba lá. Van ba lá, nhớ không? Giữa ngăn cách giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải là van ba lá. Đúng nhá. Cái van chỗ này người ta gọi là van ba lá. Ngăn cách giữa giữa phải và trái thì người ta gọi là cái vách liên thất. Vách liên nhĩ thất là bên trên là nhĩ, bên dưới là thất. Cái buồng bên này người ta gọi là buồng tâm nhĩ trái. Ngăn cách giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái là van hai lá. Cái van chỗ này là van hai lá. Vậy thì dòng máu đi trong cơ thể như thế nào? Cái màu vàng đây anh chị thấy chỗ này, đây là chỗ này người ta có cái van, đây là van động mạch phổi là van ba lá. Cái quai lớn như này là quai động mạch chủ, lên đây nó sẽ phân nhánh ra. Thì hôm sau mình sẽ học kỹ hơn về giải phẫu của mạch máu, thì mỗi một cái chia nhánh đi qua mỗi điểm giải phẫu thì các cái tên động mạch nó sẽ được thay đổi. Nhưng ở đây mình nhớ cho cô các vấn đề này. Người ta không dựa vào màu sắc của động mạch mà người ta dựa trên thế nào người ta gọi là động mạch và thế nào gọi là tĩnh mạch. Thì anh chị nhớ cho cô một câu, máu ra khỏi tim là máu động mạch, máu đi vào tim là máu tĩnh mạch. Mình nhớ vậy nha, máu đi ra khỏi tim thì là máu động mạch, máu đi vào tim là máu tĩnh mạch. Vậy các cái van tim này nó có ý nghĩa gì trên lâm sàng? Tất cả các van tim đều có một ý nghĩa chung là giúp cho máu đi theo một chiều, nó chỉ đi theo một chiều thôi. Và khi sau khi nó đi một chiều, ví dụ như máu về tâm nhĩ phải đổ đầy tâm nhĩ phải, cái này gọi là thời gian đổ đầy nhĩ phải. Khi máu đổ đầy nhĩ phải tạo một áp lực lên van ba lá, thì van ba lá này mở, máu sẽ đổ xuống tâm thất phải. Thì thời gian máu đổ xuống tâm thất phải này gọi là thời gian đổ đầy tâm thất phải. Khi nó đổ đầy được tâm thất phải thì lập tức van ba lá này đóng lại. Van này đóng lại. Quá trình khi tâm thất phải này nó đầy thì con tim sẽ co bóp nhát thứ nhất tống máu lên van động mạch phổi. Tống máu lên van động mạch phổi. Thì khi quả tim co bóp đồng nghĩa với việc van động mạch phổi này nó mở.
giúp máu đi lên động mạch phổi. Sau khi nó đẩy hết được một lượng máu lên rồi, van động mạch phổi này nó đóng lại. Nếu các cái van này hở ra thì sao? Hở thì máu từ cái trên nó vừa bóp ra nó lại thụt vào. Nó bóp ra nó lại giống như là cái van này nó bị hở hoặc nó bị rách cái van này, thì máu vừa mới bơm lên nó sẽ thụt ngược lại. Cái thất phải này thì cái thời gian đổ đầy thất này nó rất là nhanh, làm cho cái quả tim này tiếp tục nó phải bóp lên nhiều lần nữa. Vậy thì sẽ có những cái khái niệm là tim bóp không hiệu quả. Không hiệu quả vì lý do gì? Vì các van này nó hở. Thứ hai, áp lực lên thành của quả tim nó nhiều. Ví dụ như là các anh chị thấy, ví dụ như là phải có một cái áp lực rất là mạnh để quả tim tống được cái máu nó đi qua van động mạch phổi như thế này. Nhưng áp lực ở trên này tức là huyết áp, đồng nghĩa với việc huyết áp của bệnh nhân cao, thì quả tim nó phải làm việc gắng sức, tức là phải bóp một cái lực, nó bóp một cái lực mạnh hơn thì nó mới tống được máu đi lên được cái van động mạch phổi. Cái này người ta gọi là sức cản ngoại vi. Chính cái sức cản bên ngoài này người ta gọi là sức cản ngoại vi anh chị nhé. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lực bóp của quả tim. Một cái khái niệm nữa người ta gọi là quả tim co bóp trống. Bóp trống nghĩa là gì? Nghĩa là lượng máu nó đổ về tâm nhĩ phải nó ít, dẫn đến máu ở tâm thất phải cũng ít luôn. Thế khi quả tim nó bóp nhưng mà máu nó rất là ít, nó đủ cái thời gian rồi nhưng máu về nó ít, nó không đủ. Khi nó quả tim bóp một cái, nó không đủ máu tống lên trên động mạch để nó đi nuôi cơ thể, thì nó được gọi là tim co bóp trống. Là một số cái khái niệm tí nữa mình sẽ gặp để chị hiểu được cái cơ chế nó là co bóp trống, như là như nó bóp nhưng mà nó không có lượng đủ lượng máu để đẩy đi cho cơ thể thì gọi là co bóp trống. Co bóp trống. Hiện thì mặc dù là tim mạch, quả tim nó làm nhiệm vụ là nó luân chuyển cái lượng máu trong cơ thể. Thế khi mà cái quả tim này nó suy ấy, thì dẫn tới là cái lượng máu đẩy đi nuôi cơ thể nó kém. Khi nó đẩy đi nuôi cơ thể kém thường là do các nguyên nhân của thất trái tiếp của tâm thất. Thế còn khi mà máu về cơ thể kém, tức là suy tim suy, thì nó rút máu từ các tĩnh mạch về trong các cái tâm nhĩ nó cũng kém, thì sẽ dẫn đến hiện tượng là ứ trệ dịch ở ngoại vi. Ngoại vi gồm chân tay thì gọi là ngoại vi, thì nó sẽ gây ra các hiện tượng về dấu hiệu triệu chứng về phù vậy ha. Vậy thì cái vòng tuần hoàn của cơ thể mình như thế nào? Một số khái niệm nhắc lại về sinh lý, hệ tuần hoàn nó làm một nhiệm vụ lưu thông máu đi khắp cơ thể. Khi mà tuần hoàn nó ngưng thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Nếu ngưng quá 4 phút thì tế bào não bị tổn thương không hồi phục. Tức là khi mà ngưng 4 phút máu nó không lên, các tế bào não nó không có oxy thì nó tổn thương không hồi phục. Tức là gần như bệnh nhân sẽ chết não. Trong cái khoảng thời gian này, nếu cấp cứu được thì tim vẫn còn sống, những tế bào khác còn sống nhưng chết não. Đây gọi là hiện tượng là gì ạ? Sống thực vật, toàn bộ cái não nó hỏng rồi, các cơ quan khác nó vẫn còn sống, vẫn còn duy trì, nhưng mà tế bào não nó hỏng. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà sẽ có cái hiến đa nội tạng đấy. Nếu bệnh nhân mà có cái hiến tạng và được sự đồng ý của người nhà thì lúc này là lúc mà người ta sẽ lấy các cơ quan nội tạng người ta đi hiến các tế bào khác còn, nhưng tế bào não gần như nó mất, nó hết rồi. Còn nữa thì sao? Nếu mà 5 phút nữa thì sao? Thì toàn bộ nó ngưng hết, tim cũng ngưng hoạt động, tất cả các cơ quan, các bộ phận ngưng hoạt động và người bệnh chết. Rồi, tim hút máu từ tĩnh mạch về và đẩy máu ra ngoài động mạch. Động mạch sẽ dẫn máu đi các mô và các cơ quan. Tĩnh mạch thì dẫn máu từ các mô, các cơ quan về tim. Còn nhiệm vụ của mao mạch là nó liên kết một cái mạng nối giữa động mạch cuối cùng và trả máu ở tĩnh mạch, là nơi thực hiện quá trình trao đổi chất tại các cơ quan, tại các mô và các cơ quan. Và người ta thấy rằng trong 24 giờ thì quả tim co bóp khoảng 10.000 lần và nó đẩy hàng nghìn lít máu. Tức là quả tim này nó làm việc vô cùng hiệu quả và làm việc không ngưng nghỉ. Trong suốt cả quãng đời của mình thì quả tim không bao giờ ngưng nghỉ cả. Nó chỉ đập chậm lại khi chúng ta ngủ và chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nó sẽ đập rất là nhanh và rất là mạnh để cung cấp máu và oxy khi cơ thể hoạt động. Vậy cái vòng tuần hoàn nó được đi như thế nào? Thì anh chị thấy này, người ta giải thích cái vòng tuần hoàn thì vòng tuần hoàn người ta chia thành vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Rồi anh chị nhìn này, nhìn cái hình này dễ nhìn hơn. Đây là tim phải. Vậy tim phải chị thấy cái màu xanh, tim trái là màu đỏ ha.
mình nói lại về cái giải phẫu sinh lý là cái vòng tuần hoàn nó sẽ đi như thế nào cho anh chị nghe nhé. Cái này đúng ra thì những cái lớp về giải phẫu sinh lý học rồi thì cô không muốn nói nữa đâu. Vòng tuần hoàn được bắt đầu như sau này. Máu đổ đầy về nhĩ phải, từ nhĩ phải máu xuống tâm thất phải co bóp thì người gọi là thì tâm thất thu. Khi tâm thất phải này nó thu, nó đồng nghĩa với huyết áp tâm trương đấy ạ. Tâm trương là huyết áp tối đa. Thì sẽ tống máu lên động mạch phổi. Động mạch phổi sẽ chia thành ra hai lá phổi tại các cái mao mạch phổi này này, nó sẽ trao đổi khí oxy. Lấy oxy và nhả khí carbonic làm cho máu nó có màu đỏ và nó theo tĩnh mạch phổi nó về tim phải. À, về tim trái. Vậy thì động mạch phổi là máu màu xanh, hay người ta gọi là cái màu xanh này này gọi là máu màu đỏ thẫm. Tĩnh mạch phổi lại là máu màu đỏ tươi. Riêng có động mạch phổi và tĩnh mạch phổi nó khác những động mạch và tĩnh mạch khác còn lại. Tất cả những máu động mạch khác thông thường thì là máu màu đỏ, tĩnh mạch là máu màu đỏ thẫm, tương ứng với cái hình là màu xanh đấy. Nhưng riêng máu động mạch phổi là máu màu đỏ thẫm, máu tĩnh mạch phổi là máu màu đỏ tươi nha anh chị. Sau khi nó trao đổi khí oxy xong, nó đưa về tim, về tâm nhĩ trái, đổ đầy tâm nhĩ trái qua van hai lá xuống tâm thất trái. Tâm thất trái co bóp. Khi nó co bóp thì nó co bóp đồng thời cả hai cái anh chị nhé. Nhưng mà khi người ta nói miêu tả để cho dòng máu đi á, thì người ta mô tả từng cái một cho anh chị nghe thôi. Còn khi nó bóp thì nó bóp cả tâm thất trái cả tâm thất phải, chứ không nó chỉ phải bóp một cái đâu nha. Nên cái quá trình này nó xảy ra trong một lúc, nhưng mà mình mô tả nó nè. Khi tâm thất trái nó bóp á, nó sẽ tống máu đi qua van động mạch chủ. Van động mạch chủ là cái màu đỏ này này anh chị. Nó sẽ chia thành hai nhánh, một là cái nhánh lên đầu mạch cổ. Rồi nó trở về vòng tuần hoàn tiếp của về tâm nhĩ phải. Đây là kết thúc vòng tuần hoàn nhỏ. Một cái nhánh lớn nữa nó đi xuống phần dưới phần bụng này. Phần bụng thì bao gồm dạ dày này, gan này, dạ dày này, gan này, động mạch về ruột này, động mạch về chi này, chi dưới này, động mạch chậu chung này. Nó chia xuống hai chi, sau khi nó chia nhỏ ra thành các cái mao mạch sẽ trao đổi chất oxy tại tế bào. Vậy thì quá trình trao đổi oxy nó diễn ra hai nơi, một là phổi, hai là tại các tế bào. Sau đó sẽ đưa khí carbonic, các chất cặn bã theo tĩnh mạch để nó về tâm nhĩ phải và kết thúc một vòng tuần hoàn. Đi khắp máu đi khắp các cơ thể như vậy. Hôm sau mình sẽ tiếp tục mình học ở các tuần hoàn gan và tuần hoàn tại thận. Mình nói này, các anh chị nghe kịp được cái vòng tuần hoàn máu nó đi như thế nào không ạ? Dạ nghe à. Hiểu được không ạ? Được không các anh chị? Có cần phải nói lại không ạ? Từ nó mới thấm cô ơi. Vâng, cái này nó là ở bên sinh lý rồi. Anh chị nào mà học sinh lý thì nghe qua một lần là ok rồi đúng không? Còn anh Dạ, chị nào mà học môn sinh lý rồi thì nghe này dễ dễ hiểu với cô. vâng, còn anh chị nào mà chưa nghe lần nào nó không thấm nổi với mình nhiều quá. Dạ em chưa, em nghe em không thấm nổi. Mình chưa học sinh lý, mình chưa học giải phẫu đúng không ạ? Mình còn Dạ. chưa biết chỗ nào là tim trái, là tim phải, viêm van van hai lá, van ba lá, van động mạch chủ, viêm động mạch phổi chỗ nào, thì nó nghe nó rối tung rối mù lên. Còn nếu Dạ. anh chị nào từng học sinh lý rồi, anh chị sẽ thấy à, thì nghe là nó thấm rồi, nó thấm qua nó thấm lại là nó ngấm đất rồi đúng không ạ? Nên là anh chị nào mà mình chưa Em. học á thì mình sẽ phải đọc kỹ theo và mình ngẫm. Thực ra học học giải phẫu á, anh chị học trên hình nó sẽ dễ hơn nhiều so với anh chị học đọc mình chữ không á. Anh chị nhìn tưởng tượng ra được những cái hình nó đi như nào, nó có cái mũi tên, nó mạch máu nó đi làm sao, nó về như thế nào á. Ở đây nó có chú thích rất là rõ, và đây là cái hình mà nó nói lên rõ nhất các mạch máu đi qua các cơ thể, trong đó có phổi, có não, có tim, có gan, có thận, có dạ dày, có ruột và các cái tứ chi nữa đó anh chị. Nhìn rõ, rất là rõ. Còn về cái cấu trúc sinh lý ở bên trong á, bên trong này thì anh chị nhớ này, đây là hình ảnh này. Giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải thì là van ba lá.
giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái là van hai lá, giữa tâm thất phải và van động mạch phổi là van, gọi là van động mạch phổi, mà giữa tâm nhĩ tâm thất trái và động mạch chủ thì gọi là van động mạch chủ. À, nên là nó cũng sẽ có những cái điểm nghe tim này, điểm nghe mõm tim này, điểm nghe van hai lá này, điểm nghe van ba lá này, điểm nghe van động mạch chủ và nghe van động mạch phổi. Thì khi dòng máu nó đi qua này, đây là cái cơ chế của hoạt động của cái van tim này anh chị nhá. Bình thường nó sẽ đóng lại như thế này, khi mà nó đủ lực, nó tác động một cái đủ lực ở cái thời kỳ tâm tâm nhĩ nó đủ lực thì nó sẽ mở cái van, làm cho dòng máu đi xuôi theo một chiều. Thế khi mà cái van này nó đóng lại mà nó đóng không kín thì chuyện gì xảy ra? Thì chuyện thứ nhất là khi mà thắt nó bóp á, thắt nó bóp thì như bình thường cái van này đóng kín thì máu nó không có thụt ngược lên tâm nhĩ được, anh chị tưởng tượng không? Nó không thụt ngược máu lên tâm nhĩ được. Thì bao nhiêu máu nó sẽ dồn lên van động mạch hết, động mạch chủ lên động mạch phổi hết. Nhưng mà vì cái van này van hai lá hoặc van ba lá mà hở trong quá trình mà tâm thất nó bóp á, thì có một cái lượng máu nó trào ngược lên tâm nhĩ, anh chị tưởng tượng được không? Khi nó trào ngược lên tâm nhĩ thì nó làm cho cái thời gian đổ đầy nhĩ thất ngắn lại. Thì nó nhanh đầy hơn, nó lại đổ máu xuống tâm thất thì cái quả tim nó phải làm việc gì ạ? Nhiều lần hơn. Nó làm việc nhiều lần hơn thì nó sẽ gì ạ? Nhanh chóng nó bị suy. Bởi vì khi nó bóp nó không hiệu quả nữa thì nó sẽ bị suy. Thì anh chị đó là hiểu là suy tim do các nguyên nhân về van. Về van gì? Về van tim. Một cái nguyên nhân nữa, các anh chị nghe thấy là dày thành thất trái không ạ? Đây là thất đúng không ạ? Anh chị thấy nhìn là thấy cái chỗ chuột cô đang chỉ đây không? Dạ, cái này nó gọi là thất, cái này gọi là thành của thất trái nha anh chị nhé. Đây này, thành thất trái này. Và anh chị nhìn rõ một điều đó là thất trái này nó dày hơn thất phải. Bởi vì cái áp lực của cái vòng tuần hoàn bên trái này này, nó đẩy lên cái động mạch chủ này. Nó đưa lượng máu nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, nó nuôi được cả cái phần chi trên và cả cái vùng chi dưới nữa. Chính vì vậy này, khi có những bệnh lý là người ta gọi là dày thành thất trái. Thế thì khi nào nó lại dày thành thất trái này? Khi áp lực động mạch này, tức là bệnh nhân có huyết áp cao á, thì anh chị thấy rằng tại sao mà bệnh nhân huyết áp cao lâu năm nó lại suy tim? Thì anh chị biết là ví dụ như nó đi qua một cái van động mạch chủ thì nó mới lên được động mạch đúng không ạ? Thì bên trên nó áp lực rất là lớn, anh chị giống như mình thổi quả bóng bay á, bên trên áp lực lớn thì mình phải thổi một cái lượng khí nhiều hơn, thì quả tim nó phải ráng nó làm việc, nó bóp thật là mạnh nó mới tống được máu lên trên, nó mới mở được cái van gì ạ? Nó mới mở được cái van động mạch chủ này thì mới đẩy được máu lên trên. Chính vì nó gắng làm việc nhiều lên như vậy á, thì lâu dần cái thành của quả thất trái nó sẽ dày lên. Nó dày lên để làm gì? Để nó bóp được nhiều hơn, nó hiệu quả hơn. Nhưng nếu mà về, đó là về cơ chế, về thích nghi của cái chuyện cao huyết áp. Nhưng mà nếu mà nó kéo dài, nó lâu ngày hơn nữa, thì quả tim nó có phải làm việc dày lên như vậy. Thì bản thân máu cung cấp nuôi dưỡng quả tim này nó cũng sẽ bị kém đi. Các tế bào cơ tim nó không đủ năng lực để nó hoạt động tiếp nữa. Thì nó sẽ dẫn đến gọi là suy tim do cao huyết áp. Vậy thì hậu quả của cao huyết áp nó cũng sẽ gây ra cái tình trạng gì ạ? Suy tim. Và thông thường nó sẽ suy tim trái trước. Nếu mà bệnh nhân cao huyết áp thì nó sẽ suy đầu tiên là nó suy tim trái trước. Và đương nhiên quả tim trái mà suy thì cũng sẽ đến giờ quả gì ạ? Quả tim phải nó sẽ suy. Vậy thì nó sẽ chia thành suy tim trái và suy tim phải. Nếu cả hai cái cùng suy thì nó gọi là suy tim gì ạ? Suy tim toàn bộ. Thế khi tim nó suy rồi thì lượng máu tống đi nuôi ra bên ngoài còn hay là ít ạ? Nhiều hay ít? Dạ ít ạ cô. Ít thì lúc này thì huyết áp bệnh nhân sẽ gì ạ? Tụt, sẽ giảm. Vậy thì những cái tế bào ở bên ngoài nó sẽ giảm nuôi dưỡng nên nó xảy ra các hiện tượng về gì? Xanh, tím. Rồi cái quả tim phải nó suy thì nó không rút máu từ các tĩnh mạch về được thì sẽ ứ máu, thì trong đó có ứ máu ở tay, ở chân thì sẽ gây phù, ứ máu ở phổi thì sẽ gây gì ạ? Gây khó thở, gây tràn dịch ở ngoài màng phổi. Ứ máu ở phổi thì nó sẽ tràn dịch màng phổi, tràn dịch ở phổi tại phế nang thì bệnh nhân sẽ khó thở, sẽ hồi hộp. Thì thiếu oxy thì nó gây ra các dấu hiệu triệu chứng là nó sẽ hồi hộp. Vậy thì mình đang giải thích cái cơ chế khi mà tim suy thì nó như thế nào, tại sao ạ? Huyết áp thì nó lại ảnh hưởng đến cái gì ạ? Cái tim. Cái hình ảnh này này là nó nói rõ hơn về cái mạch máu. Cô ơi. Vâng. Cô ơi, cô giải thích lại cái bệnh lý của tăng huyết áp mà làm dày thành tim á cô. Vâng. Tại vì theo em được biết là có những bạn là khi chưa lập gia đình là huyết áp thấp,
nhưng mà khi lập gia đình huyết áp cao thì nó lại ngược Chị lại cái này đó cô. ơi, cái chuyện là gia đình nó không liên quan đến huyết áp chị ạ. Không có chứng minh khoa học mà liên hệ giữa hai cái là gia đình và huyết áp nó có sự liên hệ với nhau. Chẳng qua là khi chưa hợp gia đình thì tuổi nhỏ, còn khi lập gia đình rồi thì tuổi nó già nên nó lớn lên đấy ạ. Thì những cái yếu tố tại sao khi mà về già lớn lên á thì huyết áp nó lại cao thì do các cái yếu tố nguyên nhân là xơ vữa động mạch. Đúng không ạ? Nó liên quan đến vấn đề tuổi tác thì tí nữa mình giải thích cái cơ chế của cao huyết áp, nhưng chỗ này mình đang giải thích cái cơ chế là cao huyết áp sẽ dẫn đến suy tim ấy. Hậu quả của cao huyết áp lâu ngày và lâu năm thì đầu tiên nó sẽ là dày cái thành thất trái này này. Sau khi thành thất trái này nó dày lên thì nó mới dẫn đến cái hiện tượng là suy tim trái. Chị nào hỏi ta hiểu không ạ? Dạ. Vâng, chứ không có cái sự liên hệ giữa gia đình với bệnh lý suy tim đâu chị nhé. Dạ cô sẵn cho hỏi cái Vâng. cao huyết áp mà cái trạng thái của mà vẫn bình thường á mà tuổi cũng còn trẻ thì để lâu nó có nguy hại không? Nếu mình sinh hoạt thì vẫn bình thường nhưng mà đi bác sĩ hay đi bệnh viện lấy thuốc đó, thì bác sĩ cứ thấy huyết áp cao 18, 19 vậy đó là bắt nhập viện, nhưng mà sinh hoạt thì rất là bình thường. À, có hai loại tăng huyết áp anh nhé. Dạ. Vâng, lát nữa nó có nhưng mà mình cũng nói luôn cho anh chị luôn, nó có hai loại về tăng huyết áp, một là tăng huyết áp nguyên phát, hai là tăng huyết áp thứ phát. Nguyên phát là tự nhiên trên một cái người, người ta vẫn sinh hoạt bình thường như vậy rồi người ta vô tình người ta phát hiện cái cao huyết áp, thì cái tăng huyết áp nguyên phát đấy thì không có nguyên nhân gây ra bệnh, mà người ta chỉ thấy là các cái yếu tố nguy cơ nó thúc đẩy cái tăng huyết áp nguyên phát đó, thì bao gồm béo phì này, trì trệ về vận động này, bệnh nhân có xơ vữa thành mạch này, những cái yếu tố đó nó sẽ thúc đẩy cho cái chuyện cao huyết áp. Nó chỉ là thúc đẩy không phải nguyên nhân, bởi vì có những người người ta béo phì nhưng người ta không hề cao huyết áp, nên nó không thể cho cái chuyện béo phì là cái nguyên nhân gây cao huyết áp được, được không ạ? Đấy là một cái, nhất là nguyên áp, tăng huyết áp nguyên phát. Những cái tăng huyết áp nguyên phát thì chắc chắn nó không bao giờ khỏi. Còn tăng huyết áp thứ hai là nó gọi là tăng huyết áp thứ phát. Tăng huyết áp thứ phát, thứ phát là nó bị sau một cái bệnh nào đó thì gọi là tăng huyết áp thứ phát. Ví dụ khi bình thường mình không có thai kỳ thì huyết áp mình bình thường, tự nhiên có thai kỳ vô cái huyết áp nó tăng, nhưng mà đẻ xong cái hết cái thai kỳ đó thì là huyết áp trở về bình thường, thì cái tăng huyết áp đó người ta gọi là tăng huyết áp thứ phát do cái thai kỳ này nó gây ra thôi. Còn như anh nói á, là bình thường mọi khi mình vẫn sinh hoạt bình thường nhưng cứ vô bệnh viện là bác sĩ bắt nhập viện, thì nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân cao huyết áp này một cách thường xuyên rồi. Và chính bản thân bệnh nhân người ta không nhận ra cái bất cứ một dấu hiệu triệu chứng nào bất thường cả. Và tăng huyết áp cái dạng mà nguyên phát đã, có những người có dấu hiệu triệu chứng là đau đầu, chóng mặt, nhưng có những người không có dấu hiệu triệu chứng gì hết, và trên lâm sàng có những bệnh nhân huyết áp 220 nhưng hỏi bệnh nhân có đau đầu không? Không, nhức đầu không? Không, không gì hết. Rất là bình thường. Nhưng có nguy hiểm không ạ? Rất là nguy hiểm. Mạch máu nó có sức chịu đựng của nó, huyết áp mà nó cứ tăng lên như thế, nếu gặp một cái thời tiết lạnh đột ngột này, gặp một cái stress này, gặp một cái sang chấn này, bệnh nhân co mạch đột ngột thì nó sẽ vỡ, và cái nguy cơ nó xuất huyết ở những cái mạch máu quan trọng. Nên với ngành y của mình, những cái trường hợp đó mới là trường hợp nguy hiểm và dễ gây ra tai biến. Còn thêm một cái trường hợp như anh nói nữa là huyết áp ở nhà bình thường nhưng cứ vô bệnh viện là nó cao, thì người ta gọi đó là huyết hội chứng áo choàng trắng. Hội chứng áo choàng trắng nghĩa là gì? Nghĩa là bình thường ở nhà huyết áp bệnh nhân có 130 thôi, nhưng cứ nhìn thấy bác sĩ cái là huyết áp tăng vọt lên. Bởi vì huyết áp nó còn bị điều tiết bởi cái cơ chế thần kinh và thể dịch nữa. Khi thần kinh căng thẳng thì nó sẽ tiết adrenaline gây co mạch, và khi co mạch thì huyết áp nó sẽ tăng lên. Anh rõ chưa ạ? Dạ hiểu rồi cô. Vâng. Nếu trường hợp mình thuộc cái trường hợp thứ hai là ở nhà huyết áp mình đo có 130 thôi, cứ vô đến bệnh viện là 150, thì những trường hợp đó không cần can thiệp thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi về đến nhà là huyết áp trở về bình thường rồi. Còn nếu ở nhà em đo 180, ở bệnh viện em vẫn đo 180 nhưng mà ở nhà nó 180 nó không có dấu hiệu triệu chứng gì cả thì vẫn phải uống thuốc. Nếu không uống thuốc thì lâu dần, như mình vừa nói xong, thì lâu ngày quả tim nó làm việc lâu dần, quả tim nó bị suy đi, bởi vì áp lực lên cái thành mạch nó rất là lớn, nó phải bóp rất là mạnh nó mới tống được máu đi. Nếu mà nó cứ bắt nó cố gắng từ ngày này qua ngày khác, ví dụ như con vợ mình nó cứ bắt mình đi làm tăng ca từ ngày này qua ngày khác, mình cũng mệt mỏi đúng không ạ? Mình sinh bệnh, hậu quả nữa là mình bỏ cái con vợ đó liền đúng không? Thì nó sẽ gì ạ?
nó sẽ dẫn đến cái hậu quả về lâu về dài. Trước mắt mình chưa nhìn thấy nhưng sẽ có những cái hậu quả về lâu về dài là quả tim nó sẽ bị suy đi. Thứ hai nữa là trên cái thành mạch, thế cái sức bền của thành mạch nó cũng chỉ có giới hạn của nó thôi. Đặc biệt là các mạch quan trọng như mạch não và mạch tim, nếu huyết áp nó cứ căng lên như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ giãn. Quả cao su mà mình thổi nó cứ căng như thế này thì một lúc nào đó nó sẽ giãn và một lúc nào nó sẽ bể. Khi nó bể thì là xuất huyết động mạch. Có chết không ạ? Dạ Chết. chết ngay nha cô. Vâng, nên là cái việc mà điều trị á, không phải chỉ là để triệu chứng nó bớt đau đầu đâu, mà là để không có hậu quả của những cái vấn đề đó xảy ra. Đó, những cái đó người ta gọi là hậu quả của cao huyết áp. Mà mình điều trị, mình giảm thuốc cho những cái bệnh nhân mà không hề có triệu chứng vẫn phải uống thuốc. Và những cái bệnh nhân mà không có triệu chứng đó mới là những cái bệnh nhân mà nguy cơ xảy ra biến chứng rất là nhiều, bởi vì người ta không thấy cái vấn đề gì cả, về người ta lười, người ta không uống thuốc, người ta bỏ cái là gì, là huyết áp nó tăng vọt lên là nó xảy ra hậu quả liền. Khi nhìn thấy hậu quả thì lúc đó lại mới sợ. Sợ thì muộn rồi, tai biến mạch máu não mà sợ thì muộn rồi. Nên mình còn hỏi gì nữa, mình hiểu được cái cơ chế vì sao lại có cái hiện tượng dày thành thắt trái không ạ? Vì sao khi cao huyết áp quả tim nó lại suy không ạ? Dạ hiểu rồi cô. Rồi mình hiểu nữa là khi các van hai lá, van ba lá, van động mạch chủ, van động mạch phổi mà nó hở thì quả tim bóp không hiệu quả. Thì nó có dẫn đến suy không ạ? Có ạ. Có Và luôn đồng rồi. thời cái việc mà khi mà quả tim nó suy á, thì lượng máu mà bóp đi nuôi cơ thể nó sẽ giảm. Khi lượng máu đi nuôi cơ thể giảm thì đồng nghĩa với việc tuần hoàn giảm, người ta gọi là suy tuần hoàn, suy tuần hoàn, được chưa, gọi là suy tuần hoàn. Rồi nữa, có những cái trường hợp quả tim nó bóp máu đi, bóp nhưng không có máu để nó tống đi, nên gọi là khái niệm đó gọi là tim co bóp trống. Bóp nhưng không có máu dẫn đi gọi là co tim co bóp trống. Thì tim co bóp trống thì chuyện gì xảy ra? Máu không đến được tế bào, không tới từ các tổ chức, thì các tế bào nó sẽ bị thiếu oxy, não thiếu oxy thì sẽ xỉu và sẽ ngất. Đó là những hiện tượng mà nó thiếu máu thoáng qua ở hiện tượng não. Ngay cái nhát co bóp trống, cái nhát thứ hai nó bóp nó đầy đủ máu thì nó lại trở về bình thường, bệnh nhân lại hồi tỉnh lại. Còn Cái những cái việc mà đột ngột ngắt á, thì nó bị bệnh lý gì vậy cô? đột ngột ngất, người ta được giải thích là một hiện tượng thiếu máu não thoáng qua. Thiếu máu não thoáng qua thì nó có hai nguyên nhân, cũng có thể là do tim hoặc cũng có thể do cái vận mạch ở trên mạch máu não, nhất là những điểm chít hẹp. Chít hẹp à, thì cái sang cái phần xơ giữa vữa động mạch mình nhìn thấy rõ rõ hơn khi cái động mạch nó bị xơ vữa nó bám ở bên ngoài, có một cái lượng máu rất là nhỏ nó đi qua và cái cục máu đông nó đến đó, thế tự nhiên nó đến đó, nó nằm ở đó rồi thì cái khúc phía sau không được nuôi dưỡng. Khi nó không có tế bào phía sau, nó không có được nuôi dưỡng và không có oxy á, thì nó làm mình có hiện tượng ngất. Thế thì bệnh nhân này nhẽ ra nếu như nó không thông được, người ta gọi hiện tượng là tái thông, tức là quả cục máu đông nó nằm đến cái vị trí đó, xong rồi khi mà cái lực của mình bóp á, cái quả quả tim nó bóp, nó đẩy máu lên, nó đẩy được cái cục máu thâm nó đi qua được cái chỗ đó thì cái vùng phía sau nó lại tỉnh lại bình thường, nên nó chỉ gây hiện tượng thiếu máu thoáng qua thôi. Còn nặng nề hơn nữa, cái cục máu đông nó không vỡ ra được thì nó gây ra hiện tượng tiếp theo là nhồi máu não. Nhồi máu hay người ta gọi chính là hiện tượng đột quỵ đấy chị, cũng đồng thời với việc là nhồi máu cơ tim. Rồi nhồi máu cơ tim nó cũng được giải thích với cái cơ chế là hai cái mạch máu, những cái mạch máu động mạch vành là động mạch nuôi tim, nó đi xung quanh quả tim. Anh chị mổ cái quả tim heo ra, chị thấy có một cái vành, đó là động mạch vành là máu cung cấp cho cái quả tim này nó hoạt động. Động mạch vành là những cái động mạch rất là quan trọng, không có động mạch vành thì quả tim không có gì để sống cả, không có gì để hoạt động cả. Khi mà nó tắc đến một cái điểm nào đó, máu nó không đi qua được thì cái quả tim này nó không có oxy, nó không có năng lượng để nó hoạt động nữa, thì nó gây nặng nề nhất là ngưng tim, là bệnh nhân đột quỵ chết. Hai, nó gây tắc thì nó thiếu máu thì dẫn đến các hoạt động của tim nó không có được như bình thường, thì gây ra cái hiện tượng về đau tức ngực, bệnh nhân vã mồ hôi. Cái đau này rất là gì, hối, nó đau giống kiểu co thắt, đau lan từ dưới ngực lên xương bả vai bên trái và đau xuống. Và cơn đau nó sẽ không hết khi mà mình ngậm cái nitroglycerin, thì cái này là, và chụp mạch vành lên thì mình sẽ nhìn thấy những điểm tắc, thì lúc đó phải đặt stent thông cái điểm tắc đó thì bệnh nhân mới sống được. Mà nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể gây ra nhồi máu cơ tim và tử vong. Mình còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ cô, cho em hỏi xíu cô. Ví dụ như em hay gặp một số bệnh nhân hay nói là người ta có cái triệu chứng là đau đau lan tỏa từ cái vùng ngực rồi lên bả vai lên cổ luôn cô, thì mình có thể mình chẩn đoán họ là có thể nói họ đi khám tim đúng không cô? Đây là Đúng dấu rồi, hiệu của suy tim đúng không cô? không phải dấu hiệu của suy tim chị, triệu chứng đó không phải là suy tim, triệu chứng đó là nhồi máu cơ tim. Dạ Suy dạ tim rồi. và nhồi máu cơ tim là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dạ, nhưng mà mình cũng nên khuyên đi kiểm tra tim đúng Phải không đi ạ? chứ, phải đi Dạ. chứ. Trường hợp đó người ta đi, người ta sẽ có hai trường hợp dẫn đến cái đau thắt ngực. Một là cái cơn đau thắt ngực thôi chứ không phải nhồi máu. Cơn đau thắt ngực thì nó cũng đau tương tự, đau làm cái giống như là quả tim nó bóp nghẹt, đau đau rất là tức ngực, kèm đau ngực khó thở, nó đau lan lên, nhưng cái cơn đau nó không quá 10 phút là một. Thứ hai, khi người ta cho người ta làm một cái test, người ta ngậm cái nitroglycerin thì cái cơn đau này nó giảm rõ rệt. Thì những cái Dạ. đau đó thường là do cái co thắt của dây thần kinh. Nó do co thắt của dây thần kinh, nó không phải là do cái bệnh lý về mạch máu. Thì một thời gian nó hết, hoặc trên những cái người mà căng thẳng về lo âu á, anh chị thấy khi mà mình thất tình mình đau tim dã man luôn phải không? Thì đó chính là yếu tố của kích thích của hệ thần kinh. Yêu thì yêu ở não chứ không phải yêu ở tim đâu, nhưng mà khi mà mình thất tình cái quả tim nó đau là bởi vì nó sẽ có cái yếu tố bên ngoài quả tim, sẽ có các cái thần kinh co bóp của tim, các cái nút xoang. Khi mà mình căng thẳng, mình buồn phiền, mình chán đời á, thì những cái nút xoang này nó đập loạn nhịp khác nhau. Thứ hai nữa là nó sẽ bóp thắt lại làm cho mình có cảm giác tức nghẹn ở ngực, nhưng cái đó nó không phải là đau nhồi máu cơ tim. Cái nhồi máu cơ tim nó phải đau từ trên 10 đến 15 phút. Có thể cơn này nó kéo dài 30 cho đến 60 phút. Và nếu không xử lý, không can thiệp thì cơn đau này nó sẽ không hết được đâu. Và khi đó thì thông thường người ta phải siêu âm tim này. Người ta làm cái chụp cảnh quang mạch vành. Khi có cảnh quang thì đi cảnh quang, tức là có nghĩa là cái thuốc cảnh quang này nó đi đến mạch máu nào thì người ta sẽ nhìn thấy được cái độ lọc rộng hẹp của cái lòng mạch đó, và người ta nhìn được điểm tắc, tắc này là tắc bao nhiêu phần trăm, tắc này có cần phải can thiệp hay không, hay là nó sẽ tự tái thông. Và khi tắc trên 80% thì mới có chỉ định trong can thiệp tim mạch, là người ta đặt stent động mạch vành đấy, người ta can thiệp tim mạch. Như mà chị nói đúng là tất cả những dấu hiệu triệu chứng đau thắt ngực, đau nghẹn, đau lan lên vai, xuống vai trái, lên cổ đều phải đi khám hết. Người ta sẽ làm siêu âm tim, làm điện tim. Lần điện tim thì nó sẽ nói lên được các chức năng hoạt động của các thùy này nhá. Và nó còn phát hiện được là có những cái cơn nhồi máu trước đó nữa, tức là cơn gọi là cơn nhồi máu cũ, người ta phát hiện được. Còn để mà cái mức độ của nhồi máu, nhồi ở mạch nào, ở động mạch nào, mức độ nhồi ra làm sao thì phải chụp cảnh quang mới nhìn thấy rõ được. Tức là người ta kết hợp nhiều loại xét nghiệm vào cùng một lúc. Dạ rồi em cảm ơn cô ạ. Dạ. Thầy cô Vậy ơi, thì cho vâng hỏi cái để mà mình phòng chống bệnh nhồi máu cơ tim đó, thì mình ngoài cái tinh thần sống của mình đó, thì mình ăn uống và sinh hoạt như thế nào để hạn chế phát sinh bệnh nhồi máu cơ tim ạ? để phát sinh bệnh nhồi máu cơ tim, vấn đề lớn nhất là nên tập vận động thể lực. Mỗi một ngày phải được 30 phút và một tuần phải được 5 ngày. Đó là cách tốt nhất để chống cái nhồi máu cơ tim. Bởi vì đa số nhồi máu cơ tim là do xơ vữa thành mạch. Muốn giải quyết được cái xơ vữa thành mạch thì phải tập vận động thể lực, giảm cái chế độ ăn cholesterol xuống, và cái quan trọng hơn vẫn là tập thể dục. Thì khúc phía sau nó có các anh chị ạ, nó có cái khúc này, có khúc về xơ vữa động mạch, thì cô sẽ giảng kỹ hơn cho các anh chị. Để phòng được cái chuyện đó thì phải tập thể lực, và cái yếu tố về thể lực là nó quan trọng nhất. Thì tại sao khi mình tập thể dục nó lại không có xơ vữa? Khi mình tập thể dục thì anh chị thấy là quả tim này nó sẽ bóp nhiều lần hơn, khối lượng tuần hoàn đẩy đi nhiều hơn, cung cấp máu cho cơ tim nhiều hơn, đồng nghĩa với việc dòng máu luân chuyển trong cơ thể nó chạy với tốc độ nhanh hơn. Cô lấy ví dụ cho anh chị nghe nhé. Một cái dòng suối mà nếu mà nó chảy cứ dỉ dã nó chảy rất là chậm á, thì khi có rác á, nó sẽ tắc không? Nó tắc không? Còn nếu mà dòng suối mà nó chảy với lũ, nó chảy rất là mạnh, nên anh chị thấy khi mà có mưa lũ một cái nước suối nó chảy rất là mạnh, có tắc được cái dòng suối đó không anh chị? Dạ không. Bao giờ tắc được, nó sẽ đẩy hết. Thì đồng nghĩa với việc lòng máu di chuyển trong cơ thể mình cũng thế, ở những cái điểm mạch nhỏ thì nó sẽ lưu thông chậm lại. Khi lưu thông chậm cộng với cái lượng cholesterol trong máu của mình nó mà nhiều á, thì nó sẽ bám ngay ở thành mạch, lâu dần nó sẽ xơ vữa cái mạch nó lên. Nó xơ vữa cái mạch nó lên và nó cứ đắp bồi dần lên. Nếu mà mình vận động thể lực, cái dòng máu nó chảy rất là mạnh, nó luân chuyển đi trong cơ thể.
có bao nhiêu chất dư thừa, chất cặn bã chuyển hóa chưa hết, nó sẽ đẩy về gan, về thận, nó chuyển hóa tiếp, nó đào thải tiếp, nó chuyển thành những cái chất không độc và được xả ra bên ngoài. Vậy thì nó sẽ khử hết những cái sản phẩm còn dư thừa trong quá trình chuyển hóa, thì sẽ không có cái hiện tượng này nữa. Thứ hai, trong quá trình tập vận động thể lực thì cái sức bền của thành mạch nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thành mạch mà càng sơ vữa thì sức bền thành mạch càng kém. Cái nữa, để chống cho cái đột quỵ á, người ta khuyến cáo này, ngoài cái việc tập thể lực ra thì không nên tắm đêm, tắm khuya, và đặc biệt ở trên người già không được phép thay đổi tư thế đột ngột. Thế tại sao mà khi về già tắm đêm, tắm khuya nó lại dễ xảy ra cái đột quỵ? Là bởi vì là anh chị biết rằng là thành mạch đã kém rồi, về già vốn dĩ cái thành mạch nó, cái sức bền thành mạch nó kém là một, thứ hai áp lực trong thành mạch nó cao là hai, bởi vì về già cái anh chị thấy huyết áp cao không? Kèo. Huyết áp cao, áp lực cao cộng sức bền thành mạch kém, cộng thêm tắm nữa thì gì ạ? Cái lạnh bên ngoài đột ngột làm cho động mạch nó co lại. Các anh chị tưởng tượng được không? Bên trong thì áp lực rất là mạnh, thành mạch co lại một cái nữa, sức bền nó kém thì nó sẽ vỡ. Giống như cái ống nước ấy, ống nước đang chảy rất là căng rồi, tự nhiên mình bóp cái ống nước một cái nó xì, cái bọc ra là nó vỡ. Đó là những, vậy thì cái lạnh này không phải là nguyên nhân mà là yếu tố nguy cơ, nó sẽ thúc đẩy cho cái chuyện đó xảy ra dễ dàng hơn. Cộng với động nữa này, không nên gì ạ, thay đổi nhiệt độ đột ngột. Tắm nó cũng là một trong những cái nguyên nhân thay đổi nhiệt độ đột ngột thôi. Ví dụ như là đang nằm trong giường ấm, chăn ấm, đây cũng là cái nguyên nhân gây đột quỵ cực kỳ lớn ở miền Bắc. Miền Bắc bây giờ vô cái mùa lạnh này này, trong nhà đang nằm điều hòa 30 độ, bước ra ngoài mà 8 độ C, nó chơi nhiệt độ quá mạnh. Khi anh chị thấy là khi mà mình đang từ chỗ nóng mình dưới chỗ lạnh thì cơ mình sao ạ? Mình rét, mình run luôn đúng không? Mình run lập cập như thế này thì toàn bộ các cái mạch máu nó co lại cực kỳ nhanh. Khi nó co nhanh quá nó tạo áp lực lớn, vỡ, xuất huyết. Đó. Nên là không thay đổi nhiệt độ đột ngột, không thay đổi tư thế đột ngột, không tắm đêm, tắm khuya. Ngoài ra không sử dụng thuốc lá. Hút thuốc lá và các chất kích thích là những cái yếu tố nó thúc đẩy cho cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Tức là đời sống như lúc nãy anh nói là sống một cách lành mạnh đấy. Vậy thì cái quan trọng nhất là tập thể dục mỗi ngày. Rồi còn hỏi gì nữa không anh Phước? Cô cho hỏi nếu mà mình tắm muộn một chút đó mà trường hợp là mình không tắm nước lạnh mà tắm nước nóng thì như thế nào ạ? Tắm nước nóng thì nó đỡ hơn là cái nguy cơ kia, nhưng thực ra nó vẫn có nguy cơ chứ không phải là không, nên là hạn chế tắm khuya. Khi mà mình tắm, anh thấy không? Khi mà mình tắm nhiệt độ nước, mấy khi mà mình tắm nhiệt độ nước 38 độ đâu, 40 độ đâu. Vâng. Em đi mấy cái spa, một số bạn là spa, bạn học về đông y, bạn khuyên là sau 17 giờ chiều thì mình cũng không nên tắm. 17 giờ 30, từ 17 giờ 30. Cô cho biết rõ hơn về vấn đề này. Cái này là liên quan đến các huyệt về đông y, nhưng mà những cái đó thì nó không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rằng là 17 giờ sau 17 giờ 30 thì tắm nó sẽ xảy ra vấn đề cả. Bởi vì nhiệt độ lúc 17 giờ 30 nó chưa hề có thay đổi nào về để giải thích về khoa học các phương pháp cả. Anh nhá. Còn về huyệt ấy, về huyệt đạo, về thông khí thì cái đó là những cái học thuyết và người ta đưa ra những lời khuyên và những lời giải thích thôi, chứ không có khoa học và y khoa nào chứng minh cái chuyện đó là sao, chứng minh rằng tắm trên 17 giờ 30 thì nó tốt, còn tắm sau 17 giờ 30 nó không tốt cả. Không có khoa học nào người ta chứng minh được cái sự chênh lệch đó, bởi vì thực ra cái 17 giờ 30 nó vẫn là cái giờ ban ngày, nhiệt độ của 17 giờ 30 nó vẫn không phải là lạnh so với ban đêm, lúc này mặt trời vẫn còn mọc và vẫn còn ấm. Cảm ơn. Dạ rồi ạ. Nghe thưa cô, em có một câu hỏi ạ. Vâng. Dạ vâng, em nghe nói rằng là để mà giúp cho cái máu của mình được lưu thông ở trong cái thành mạch đó được tốt hơn và thành mạch của mình không bị đóng á, thì người ta có một cái cách gọi là chạy laser nội mạch ấy cô, gọi là laser nội mạch ấy, không biết là các bạn có biết không ạ? Cô và các bạn có nghe đến cái đấy không ạ? Có cái tác dụng của laser lên về siêu âm mạch máu là rất là nhiều, không phải là bây giờ mới có. Người ta sử dụng các cái laser từ các sóng về siêu âm á,
để người ta đưa cái một cái laser vào các tổ chức sâu hơn, người ta áp dụng rất nhiều trong phục hồi chức năng, trong những cái tế bào nó bị xơ cứng chẳng hạn này, hoặc là những sau cái bó bột, những cái tế bào cơ nó ở tận sâu phía trong mà mình dùng các phương pháp massage bên ngoài nó không được. Còn cái chuyện mà tia laser để làm cho lưu thông mạch máu thì không có cái gì chứng minh được, bởi vì laser nó cũng chỉ là tác động tại chỗ, chỉ tác động tại chỗ và sâu hơn so với phương pháp khác. Phương pháp khác là chiếu đèn này, là massage này, thì nó chỉ ở mặt đông thôi, cái mặt sâu sát phía xương thì nó không tác động vào tới được. Thì người ta sử dụng các tia laser hay người ta gọi là siêu âm. Siêu âm không phải là để lấy hình ảnh, mà các sóng siêu âm này nó sẽ làm bớt đi các tổ chức xơ hóa, thì tại các điểm đó nó làm tăng tuần hoàn ngay tại chỗ đó, nó đưa máu đến đó nuôi dưỡng nhiều hơn, chứ chưa có một từ nào về y khoa chứng minh rằng tia laser nó chạy được hết tất cả các mạch máu. Chỉ có thuốc cản quang khi mình bơm đến đâu nó sẽ chạy được hết tất cả các mạch máu, và nó chỉ giúp cho mình là sẽ chụp thấy, nhìn thấy được cái mạch máu nó tắc như thế nào, chứ còn mà nói là chiếu chia laser, chạy laser để cho nó mạch máu nó trơn tru, nó thông thoáng là bịp bợm. Không Cái phải, này nó không, em thấy nó không phải là chiếu mà nó giống như là họ gắn cái kim vào cái mạch của mình, giống như là mình vào nước biển ấy, xong họ chạy một cái tia laser cái tần suất thấp vào để mà họ giúp cho là cái máu của mình nó lưu thông tốt hơn ạ. Cái nó gọi là laser nội mạch ấy. Thì em cũng thấy ở trên trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng có nói đến vấn đề đấy. thì nó có cái Thì tác dụng nhưng mà nó sẽ gần như nó sẽ không đến được những cái mạch máu nhỏ. Vâng, nó không đến được các mạch máu nhỏ, thì cái tác dụng về phòng bệnh nó có nhưng mà nó ít chứ không phải không có, không thể bằng mà mình tự tập vận thể dục được. mà em Nó đúng rồi chỉ cô ạ. thúc đẩy cái chuyện mà lưu thông mạch máu thôi, chứ còn nó không giải thuyết được, nó không giải quyết được các chuyển hóa các chất. Mình tập vận động tốt hơn nhiều so với việc mình phòng ngừa bằng việc mình tập vận động. Thì ngoài cái việc tăng cường tuần hoàn ra, nó phải đốt được cái năng lượng dư thừa đã. Chị hiểu ý mình không? Ta hiểu. Chị hiểu rằng là ví dụ như là trong lòng mạch của mình là có nhiều cholesterol đúng không? Vâng. Đúng không? Mà chị cho cái laser đó vào á, tức là chị cứ lùa nó từ chỗ này lùa cho nó chỗ kia, không cho nó bám thôi. Rồi nó cũng sẽ tìm chỗ nào đó nó bám thôi. Hoặc nó không nằm ở lòng mạch thì nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở cơ, nó không đốt được, nó không chuyển hóa được năng lượng thì nó vẫn còn ở đó thôi. Tức là nó giống như mình quét rác mà mình không hốt nó đi, thì mình cứ quét qua quét lại, quét qua quét lại thì cái nhà nó không sạch được. Không thể triệt để được. Không triệt để được, nó không giải quyết Vâng. được cái tận gốc. À, mình ăn Vâng. thì mình vẫn cứ ăn vào, mình nạp thì mình vẫn cứ nạp vào, mà mình cứ lùa nó ở trong lòng mạch thôi thì nó không có ra được. Nó phải vận Vâng. động, phải chuyển hóa, nó phải đốt được cái chất Nếu đó như thì mình kết hợp cả hai thì sẽ tốt. và nếu có điều kiện thì nó không có hại. Vâng, cảm ơn cô ạ. Và, nhưng mà về mặt mà giải quyết về vấn đề bệnh thì nó không giải quyết được nhiều đâu. Nếu mà nó giải Vâng. quyết được nhiều á, thì thực tế trên lâm sàng là không có những người giàu bị đột quỵ, sẽ không có những người giàu mà bị tai biến mạch máu não, phải không chị? Dạ. Khi đó mà nó thực sự nó có hiệu quả thì những người giàu người ta đã đi làm hết rồi. Nhưng mà chủ tịch nước anh chị thấy là nó vẫn có những cái đó mà. Nếu mà nó giải quyết được thực sự về mặt khoa học thì những người giàu người ta đã làm hết rồi, và người ta không bao giờ người ta sẽ bị bệnh cao huyết áp hay là bị bệnh xơ vữa mạch, là không bao giờ bị, phải không? Nó Vâng. có tác dụng nhưng mà nó tác dụng thực sự nó không có lớn, Vâng, và cảm càng ơn không cô thể ạ. chữa được bệnh. Dạ. Trên những cái điểm mà nó tắc gần đến 80% đến 90% laser nào nó chiếu cho lại. Nó Không, phải nếu mà thông mình làm từ thông lúc mình còn nhỏ tầm khoảng 40 hoặc là 50 thì em nghĩ chắc cũng mình có đủ cũng tiền để mình cũng theo dõi, thường mình có thể đủ tiền là mình làm đến lúc 90 tuổi 100 tuổi không? cũng không biết cô ạ. Dạ. Cũng không Dạ. đáp đáp mà. Dạ Giống em cảm ơn cô. như chuyện mình đi massage, massage tốt chứ. Nhưng mà nó có thực sự nó chữa được những bệnh đó không? Chỉ là mang tính chất tăng cường tuần hoàn tại chỗ, thư giãn toàn thân, làm cho đời sống của mình nó ok hơn thôi, chứ thực sự là nó không chữa tận gốc được những cái nguyên nhân lớn và gây ra bệnh lớn thì không được. Vâng ạ. Vâng. Dạ em cảm ơn cô Dạ, cảm ơn các câu hỏi của các anh chị làm cho lớp ạ. nó sôi động hẳn, nhưng nó cô nói mình nó chán lắm. Rồi. Vậy thì khi mà mình hiểu rõ về cái tuần hoàn rồi, cái tim nó hoạt động như thế nào như thế này rồi đúng không? À, vậy thì mình sẽ đi vào các cái khái niệm, các từ ngữ để các anh chị hiểu rõ hơn thế nào gọi là suy tuần hoàn. À, vậy thì cái nguyên nhất đầu tiên, suy tuần hoàn do tim.
Thì nhịp tim của mình như thế nào là bình thường đã thì mình mới biết thế nào là tăng ạ. À, nhịp tim bao nhiêu là bình thường các anh ấy chị? Dạ 120 lần trên một phút. Lại sai rồi. Dưới dưới cô 80 90 à cô? 80 90 cô ơi. Thế còn 70 thì sao? Hơi chậm. Chờ nó ngồi bắt tim mình xem là mình có 70 không? Dạ chắc thường là người 70 tuổi khoảng 70 tuổi. Cũng tùy ạ. Nếu mà vận động viên thể thao thì có khi là năm mấy nữa, nếu mà vận động. À, vậy thì nếu mà anh chị nào chưa biết thì mình ghi lại giùm cô nha, nhịp mạch của người bình thường của người lớn nha, không nói trẻ em nha. Trẻ em thì mỗi một cái lứa tuổi nó một khác, như nãy chị nói á, trẻ sơ sinh đẻ ra nó ra mạch của nó từ 120 cho đến 140 là bình thường, nhưng người lớn thì khác này. Cái anh chị ghi lại, mạch bình thường là từ 60 cho đến 90 lần một phút là bình thường. Mạch từ 60 cho đến 90 lần một phút là bình thường. Nhưng trên 100 mới gọi là nhanh. Trên 100 nhanh. Được chưa? Và dưới 60 là chậm. Kịp không ạ? Dạ kịp. 60 đến 90 là bình thường. Trên 100 là nhanh, dưới 60 là chậm. Ơ thế cô ơi, còn cái khoảng từ 91 cho đến 99 thì sao? Cái khoảng đó thì gọi là bệnh nhân sao? Đúng không ạ? Các anh chị thấy nó có cái khoảng trống không? Thế là mạch dạ có rồi. Từ 60 đến 90 là bình thường rồi, không bàn cãi. Nhưng mạch từ 91 cho đến 99, cái khoảng đó người ta gọi là bình thường nhanh. Bình thường nhanh tức là nó không phải nhanh, nhưng nó cũng không phải bình thường và nó cũng không phải là bệnh lý mà nó cũng chưa hẳn là sinh lý, nên chính cái khoảng đó là cái khoảng cần phải theo dõi. À, thì sinh lý về mạch của mình á, thì hệ mạch nó có sự thích nghi do với lại những biến đổi của cơ thể. Cô lấy ví dụ khi mà anh chị gặp ai đó yêu thích, nhịp tim nó đập nhanh lên sẽ hồi hộp, cái này do chính là do yếu tố kích thích của hệ thần kinh. À, ví dụ ngồi cạnh người yêu mình, mới yêu đi, yêu lâu rồi thì hết cái này hết nha, nhưng mà mới yêu chẳng hạn, hoặc là bây giờ tự nhiên có cái anh đẹp trai ngồi ngay cạnh, cái nhịp mạch bắt đầu hồi hộp, nó đập nhanh lên, nhưng nó chỉ nhanh lên được đến 99 thôi, nó không được phép nhanh lên trên 100. Nếu nó đang trên 100 đó là bệnh lý. Cái khoảng này là khoảng dao động. Hoặc ví dụ như là anh chị đang ngồi này, chạy thể dục ra ngoài kia một cái tăng lên, nhưng nó cũng chỉ tăng trong cái khoảng giới hạn cho phép đó thôi. Khi mình ngồi mình nghỉ 15 phút xong thì nó trở về bình thường, hoặc khi mình hết hồi hộp thì mạch nó trở về bình thường. Thì cái này người ta gọi là khoảng theo dõi. Đếm mà bệnh mạch bệnh nhân 95 lần thì cho bệnh nhân nghỉ 15 phút sau, đếm lại, kiểm tra lại lần nữa xem nó xuống không. Còn một khi mà nó trên 100 lần thì chắc chắn là nhanh này phải có lý do. Mình phải tìm được lý do tại sao mạch nó nhanh. Một là thiếu máu mạch nhanh, hai là khi sốt cao mạch cũng nhanh, và suy tim mạch nhanh, rồi cường giáp mạch cũng nhanh. À, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái mạch nhanh này phải tìm ra được. Ủa cô, em có một người bạn đó là họ trên 100 từ nhỏ lớn giờ cô. Cái thông tin này chắc chắn không? Và ngoài cái vấn đề đó không có vấn đề gì xảy ra cả. Và bạn ấy đã đi khám hay chưa? Bạn đó nói là đó là bình thường, không có đi khám, đi làm bình thường. Chỉ có hơi đau đầu thôi. Anh chị phải hiểu rằng này, nếu hiện tại mọi thứ nó bình thường thì tương lai nó sẽ có vấn đề. Tức là gì? Nếu mạch mà thường xuyên mà nó nhanh, nó đập nhanh như vậy, đồng nghĩa với quả tim nó cứ bóp như thế này này anh chị, thì sau bây giờ nó chưa suy, sau một thời gian nữa nó sẽ suy, thì cái hậu quả của mạch nhanh nó cũng sẽ dẫn đến suy tim. Nên mình khuyên là nếu mà mạch của bệnh nhân mà cứ trên 100 thường xuyên như vậy á, thì nó sẽ gây ra các cái hồi hộp về chống ngực. Hồi hộp chống ngực tức là nó giống như là trong ngực nó có cái đánh trống, bởi vì nó bóp nhanh quá nó sẽ làm cho quả tim nó đập rất là nhanh, và bệnh nhân sẽ có luôn luôn có cái cảm giác bị hồi hộp. Ngoài ra nó còn cảm giác bồn chồn và cảm giác lo âu, cảm giác bồn chồn lo âu do cái quả tim nó đập nhanh quá, người ta gọi là đánh trống ngực. Vậy thì phải đi khám xem cái vấn đề nó nằm ở đâu. Như nãy cô nói có nhiều nguyên nhân dẫn đến mạch nhanh thôi, chứ không phải một, không phải một nguyên nhân dẫn đến mạch nhanh, có nhiều nguyên nhân đến mạch nhanh. Và mình quan trọng mình phải tìm ra được cái mạch nhanh này nó do đâu, chứ nếu không về lâu về dài
vài năm nữa quả tim nó sẽ hư mất. Và một khi quả tim nó suy rồi ấy, không thay được. Rất khó để thay thế. Đó là cái hậu quả mà mình phải gánh chịu ở những trường hợp mạch nhanh như thế này. Rồi còn hỏi gì nữa không ạ? Thế mạch mà gì chậm thì sao? Mạch chậm thì đồng nghĩa với quả bom, tim nó bóp chậm rãi như thế này thì lượng máu đi nuôi cơ thể sẽ kém. Trừ trường hợp, ngoại trừ trường hợp như khi nãy chị nói, có một chị nói đó. Những trường hợp vận động thể hình là một, vận động viên thể hình là một, vận động viên bơi lội là hai, vận động viên marathon là ba. Đây là những người người ta thường xuyên rèn luyện về thể lực. Thì những người đó có những quả tim cực kỳ tốt, cực kỳ khỏe. Quả tim khi người ta chạy á, nó phải tống máu đi rất là một lượng máu rất là lớn mới đủ được oxy cho các tế bào cơ nó co. Chính vì nó rèn luyện riết á, thì cái cơ tim nó cực kỳ khỏe. Nên lúc người ta ngồi nghỉ ngơi á, của những cái người này này, người này người ta bóp một nhát thì bằng người khác bóp một nhát rưỡi. Nên nhịp mạch của người ta 55 đến 56 lần bình một phút mà hoạt động người ta rất là bình thường. Thì chứng tỏ là bệnh nhân này có một cái rèn luyện thể lực cực kỳ tốt. Và đó nó không được gọi là bệnh lý nữa. Nó vẫn là sinh lý đối với bệnh nhân đấy thôi. Còn những người bình thường khác như những chúng mình hoạt động bình thường là nhịp mạch xuống dưới 60 lần một phút là anh chị sẽ thấy là nó cứ vã mồ hôi ra người, nó xây sẫm mặt mày, nó tối hết cả mắt cả mũi, tối mắt tối mũi. Đây là do gì ạ? Thiếu máu lên não. Vã hết cả mồ hôi chân tay ra là bởi vì là vận mạch ở ngoại vi kém, lạnh chân lạnh tay ra mồ hôi nhớt. Giờ còn hỏi gì đâu ạ? Vậy thì mình muốn biết mạch nhanh. Mạch nhanh tức là đập trên 100 lần một phút được gọi là nhanh nha. Ví dụ lên đến bệnh viện bác sĩ khám, bác sĩ đo 100 lần một phút, về nhà đo 90 lần một phút thì nó cũng giống hệt hiện tượng hội chứng gì ạ? Hội chứng áo choàng trắng. Cái này không phải bệnh lý, cái này do lo sợ hồi hộp nó lên thôi. Thấy ông bác sĩ chưa làm gì hết là thấy đập thình thịch của tim, đập thịch. Về nhà tim đập bình thường thì nó không phải bệnh lý. Cái đó vẫn là những biến đổi của tâm sinh lý thôi. Hội chứng áo tròn trắng rồi. Muốn biết chính xác những trường hợp đó thì mua cái máy đo tại nhà thì nó chính xác hơn. Anh chị còn hỏi gì nữa không ạ? Rồi nếu không thì vâng. Nếu hỏi mình hỏi đi ạ. Vậy tăng nhịp tim tức là nhịp mạch nó phải trên 100 lần. Trên 100 lần thì nó có thể trên 101, 102. Thì đồng thời với việc là nó sẽ tăng cái thể tích máu trong một cái đơn vị thời gian. Về sinh lý thì khi mà nó sẽ tăng nhịp tim khi bệnh nhân có lao động, hoạt động thể lực, làm việc nhiều, chạy thể dục thì nhịp tim sẽ tăng. Khi bệnh nhân ngồi nghỉ thì nhịp tim trở về bình thường, nên nó vẫn gọi là bệnh lý thì sinh lý thôi, rất là bình thường. Còn trong bệnh lý là sốt, người ta thấy rằng cứ tăng một nhiệt độ thì tăng khoảng 8 cho đến 10 nhịp mạch. Có những trường hợp mà trẻ em, là ở trẻ em tăng một nhiệt độ nó có thể tăng lên đến 20 nhịp mạch. Vậy thì cái mạch nhanh này rõ ràng là do sốt, chỉ cần hạ sốt thì mạch nó sẽ trở về bình thường. Đó là trường hợp bệnh lý. Mạch nhanh còn gặp nữa trong các bệnh lý là về bazodo thúc đẩy quá trình chuyển hóa, nhịp tim bệnh nhân cũng rất là nhanh. Có những bệnh nhân lên đến 120 lần một phút là mạch cực kỳ nhanh. Và người ta phải làm cho những thuốc làm chậm nhịp lại và điều chỉnh lại cái hormone của tuyến giáp. Hormone tuyến giáp thì nó sẽ kích thích làm cho cái tim mạch bệnh nhân rất là nhanh. Vậy thì hậu quả của việc tăng nhịp tim lâu ngày thì sẽ dẫn vấn đề gì ạ? Sẽ đến vấn đề là quả tim nó hoạt động quá mức trong một thời gian dài, nó sẽ bị suy tim. Và khi suy tim thì các buồng tim nó giãn ra, nó giãn rộng ra thì các cái tế bào cơ tim bắt đầu là nó giãn ra thì cái sức hút của máu ở các tĩnh mạch về nó kém, dẫn đến là nó ứ máu ở ngoại vi. Và bắt đầu tùy theo mức độ của suy tim mà bệnh nhân sẽ có những dấu hiệu triệu chứng, đó là gì ạ? Phù. Tí nữa ngay cái phần phía dưới mình sẽ đi cụ thể hơn về các mức độ suy tim, cái cơ chế dẫn đến phù của suy tim. Mình đi tiếp cái khái niệm nữa mà mình giải thích cho các anh chị ở đây là phì đại cơ tim, hay là người ta gọi là dày cái cơ tim này. Thì anh chị nhìn thấy trên hình cái tế bào cơ tim nó dày không ạ? Dạ có ạ cô. Vâng, đây này, cái bên này này nó dày hẳn.
Mà để nhìn cái thành cơ tim nó như thế nào và rõ ràng cụ thể nhất ấy, thì anh chị về anh chị mua quả tim heo và anh chị nhìn cái giải phẫu cấu trúc của quả tim heo này, nó có bao nhiêu cái động mạch mà bổ quả tim heo ra, vách lên thất nó như thế nào, vách lên nhĩ thế làm sao, nó có van gì ở trong. Mình bổ quả tim heo ra là giống với quả tim người nhất. Và y khoa mình đang có một cái bước nghiên cứu các anh chị biết nghiên cứu gì không, trong tất cả các loại động vật thì quả tim heo là quả tim tương đồng với con người nhất, kể cả về trọng lượng và kích thước, về cấu trúc của các buồng tim, quả tim heo giống với quả tim người nhất có thể. Nên muốn biết về giải phẫu quả tim người như thế nào, anh chị cứ mua quả tim heo và anh chị nhìn bên ngoài nó là động mạch vành, bên trong các buồng tâm thất như thế nào, đi qua cái van ra làm sao, thì mình bổ quả tim heo ra là mình sẽ nhìn thấy rất là rõ các buồng. Và y khoa người ta nói rằng là nếu một ngày nào đó mình lấy được quả tim heo mình thay cho quả tim người thì chuyện gì sẽ xảy ra, và người ta nghĩ đến những vấn đề đó rồi nhưng chưa làm được thôi. Chỉ có khác là bởi vì là protein của động vật nó khác, protein của người nó khác, thì cái lớn nhất người ta sợ đó là khi ghép vào á thì nó xảy ra hiện tượng bài thải, tức là nó không giữ được quả tim đó, nó bài thải ra, là loại trừ tế bào ghép á, thì quả tim nó sẽ bị hỏng đi thôi. Chứ nếu mà người ta làm được một cái chuyện là giống bài thải, tức là không cho cơ thể người nó bài thải được quả tim này ra ngoài, tức là sẽ ghép tim thành công. Và con người thì mình ghép tim được rồi nha, trong các cái phẫu thuật ghép tim thì người ta ghép tim được, người ta thay tim được, miễn là người ta tiệm được quả tim tương thích với trọng lượng cơ thể. Ví dụ như là mình 50 kg thì mình cái quả tim ghép vào nó cũng phải dao động từ 40 cho đến 55 kg, tức là nó phải nằm trong cái khoảng tương thích như vậy, chứ không có thể là mình 50 kg lấy quả tim của một người 120 kg thay cho mình là không được, bởi vì trọng lượng của kích thước của quả tim nó cũng sẽ thay đổi theo trọng lượng kích thước của cơ thể con người. Người nhỏ trẻ tim nhỏ, người lớn trẻ tim nó sẽ lớn lên. Anh Phước Long ơi, anh có hỏi gì không? Nếu anh không hỏi anh tắt mic giùm cô nha. Dạ. Vậy thì gì? Trong tất cả quả tim chỉ có quả tim heo. Ghép tim heo qua người. Vâng, nó không thành công là bởi vì là nó bài thải đấy ạ. Nếu mà con người mà khoa học mà làm tiếp được, chứ người ta đã tìm ra và người ta thấy rằng tất cả quả tim thì quả tim heo nó tương đồng nhất về cả thể tích bóp, về cả cái kích thước của các buồng tim, về trọng lượng của quả tim và trọng lượng kích thước thì nó giống gần như là tuyệt đối 99% rồi, chỉ mỗi tội khi ghép vào thì nó bị bài thải ra ngoài nên nó không thành công. Tiếp tục mà cái theo cái hướng này mà nghiên cứu mà làm cách nào đó để chống bài thải ra được và thành công được nữa thì là gì ạ, thì là tuyệt vời. Tất cả các ca ghép tim thì có thể làm được rồi, nhưng cái chuyện mà mình tìm được một quả tim để một cái người để người ta hiến tạng, mà trong cái đó trong cái tạng thì tim nó khó là cái tạng mà khó kiếm được cái tạng để thay thế nhất, bởi vì thông thường chỉ có mỗi cái trường hợp chết não là mình lấy được tim thôi, còn những trường hợp khác thường là quả tim nó ngưng trước khi mà những cái thứ khác nó xảy ra, nó mới dẫn đến tử vong. Chỉ trừ trường hợp là bệnh nhân chết não thôi, thì những trường hợp này thì có thể cấy ghép tim, thì nó lại khi tìm được trường hợp chết não nó đã khó rồi thì nó lại không phù hợp về trọng lượng kích thước của người cho ghép, nên cái việc mà cái nội tạng để ghép nó thiếu rất là trầm trọng, nhất là tim. Ví dụ như thận thì hai quả cho bớt đi quả được, gan thì cắt bớt đi miếng được, tim thì chẳng cắt bớt đi miếng nào cả, nó vẫn giữ nguyên quả tim đó, ngoài ra nó còn phải tương đồng nữa, nên ghép tim là những cái ghép rất là khó. Rồi, suy tim. Suy tim là tình trạng mà quả tim nó không đảm bảo được nhu cầu cung cấp máu cho cơ thể thì được định nghĩa là suy tim. Nguyên nhân suy tim thì do hai nguyên nhân, nguyên nhân do mạch vành, nguyên nhân không do mạch vành. Mạch vành là mạch gì? Mạch vành đây này anh chị, đây là cái mạch vành này. Mạch vành là cái động mạch mà nó sẽ đi xung quanh quả tim này, nó nuôi dưỡng quả tim này. Vậy thì đầu tiên mình sẽ đi cái nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân suy tim do mạch vành. Do mạch vành. Mạch vành là mạch sẽ nuôi dưỡng cái quả tim này. Thì anh chị nhìn do các nguyên nhân này, hẹp này, tắc này, co thắt, nhồi máu cơ tim. Đây là những từ định nghĩa khác nhau. Ở tại các vị trí mạch, khi cái cholesterol nó bám thì chỗ này người ta mới thì mà cục máu nó vẫn đi qua được thì nó chỉ với dừng lại ở nghĩa là hẹp. Cái hẹp này thì nó sẽ gây ra những cái cơn đau thắt ngực thoáng qua, đau lúc nó hết, có thể nó sẽ tự hết, không can thiệp gì nó cũng sẽ tự hết. Nhưng mà nếu mà cứ để cái chuyện này tiếp tục kéo dài á thì một ngày đẹp trời nào đó
cái quả máu, cái cục máu từ đâu nó đưa đến cái vị trí tắc này và nó nằm luôn ở đây thì nó tắc. Và một khi nó tắc á, nó nằm ở đây trong một thời gian thì cái vùng máu, vùng phía sau này này nó không được nuôi dưỡng và nó chết đi, cái tế bào cơ tim nó bị chết đi, nó bị hoại tử. Thì đây chính là định nghĩa về nhồi máu cơ tim. Còn co thắt động mạch vành nghĩa là gì? Cũng có thể do thời tiết, do nhiệt độ môi trường bên ngoài, do yếu tố kích thích của yếu tố thần kinh mà các mạch máu này nó co thắt lại. Nó co thắt lại thì làm cho lòng một mạch nó hẹp lại thì máu nuôi dưỡng cho quả tim nó cũng sẽ bị kém, thì nó sẽ gây đa số cái tất cả những trường hợp này nó sẽ gây ra một cái dấu hiệu triệu chứng chung, đó là đau tức ngực, là hồi hộp, là cái nhịp tim có thể là đập nhanh hoặc là đập chậm lại. Riêng cái nhồi máu cơ tim thì cái cơn đau nó sẽ kéo dài hơn và nó không hết được. Một số cái trường hợp mà lúc đầu nó thấy nó đau đau vã mồ hôi, nó đau một lúc xong nó hết, tự nó hết, thì là hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng tái thông, tức là cơ thể sau khi mà nó co bóp nó đau đớn như vậy á, nó thông được cái cục máu qua, cục máu nó đi qua được điểm tắc đó, nó tan được cái cục máu này ra thì nó thông được, thì nó gọi là hiện tượng tái thông ở trên lâm sàng. Ta phải phải đi khám, phải xử lý, nhưng nếu không mà cứ để liều nằm ở nhà thì sống thì vẫn sống đó, nhưng mà lúc nào chết thì chưa biết. Đó. Nguyên nhân, nhóm nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân suy tim mà không phải do mạch vành thì do các nguyên nhân sau. Một là quá tải tim kéo dài, quá tải về thể tích trong các bệnh lý về cường giáp, bệnh lý về van tim nãy cô vừa mới giải thích rồi đúng không ạ. Quá tải về áp lực, trong đó có cao huyết áp, xơ phổi, tức là áp lực ở ngoại vi nó cao, quả tim nó phải bóp rất là mạnh nó mới tống được máu đi. Nhóm thứ hai nữa là do bệnh lý về cơ tim, do nhiễm khuẩn, nhiễm độc. Thì trong các cái bệnh lý về cơ tim này hay điển hình nhất là người ta gọi là bệnh lý về thấp tim. Anh chị nghe thấy bài bệnh lý thấp tim do liên cầu trùng beta tan huyết nhóm A nó gây ra không ạ? Dạ có nghe bệnh thấp tim thì cô. Thấp tim nó không phải là thòng tim, nó không phải là vị trí tim nó đi xuống thấp hơn so với bình thường. Thấp ở đây người ta nói đến là yếu tố thấp khớp. Mình hay nghe thấy hài nói là bệnh khớp nó đớp vào tim phải không? Mình có nghe cái câu bệnh khớp đớp vào tim và bệnh tim nó tìm đến khớp không ạ? Có nghe nhưng mà không giải thích được phải không? Cái bệnh lý cơ tim này thì nó do cơ chế nhiễm trùng nhiễm độc, nghĩa là như nào? Thì cái viêm họng đầu tiên nó sẽ vô bằng đường họng, liên cầu nó sẽ vô bằng đường họng này, bằng viêm da bị chóc đầu, những cái vụn mủ ở trẻ nhỏ hoặc là những cái ổ viêm da thì nó đi vào trong máu. Khi mà ví dụ nó đi vô họng thì đầu tiên nó sẽ điển hình nhất là ở những cái hội chứng viêm họng, mà viêm họng lâu khỏi hơn bình thường, trong họng nó có những cái giả mạc, bệnh nhân ho nhiều hơn. Nếu như không được xử lý triệt để, nếu như mà mình xử lý triệt để mình uống kháng sinh không khoảng 1 tuần là nó hết thì nó không xảy ra chuyện gì cả, còn nếu không để mà nó cứ dai dẳng ra thì con ly trùng cầu liên cầu trùng beta tan huyết nhóm A này nó đi vào trong máu. Và có một điều đặc thù nữa là cái cấu trúc màng bên ngoài của con vi khuẩn này nó lại có cái cấu trúc hệt giống như cái tế bào bên trong của tim, thì cơ thể mình nó nhận biết nhầm, nó sản sinh ra kháng thể để nó tấn công con vi khuẩn này, đồng thời nó phá hủy đi cái tế bào màng cơ tim của cơ thể mình, nên nó gây ra các hội chứng về viêm màng trong tim, gọi là cơ chế tự miễn. Tự miễn là tự cơ thể mình sản sinh ra cái chất mà nó chống lại cơ thể mình. Và ngay sau cái viêm họng này sẽ là các viêm khớp, viêm ở các cái khớp lớn, thoáng qua vài ngày thôi, kể cả không điều trị gì cái khớp này nó cũng hết, sau đó là gì ạ, chuyển sang đến viêm cơ tim toàn bộ và suy sang quay sang bệnh bệnh thấp tim. Những dấu hiệu triệu chứng này nó đều thoáng qua, viêm họng cũng thể thể một một tuần 10 ngày hết, viêm khớp 2-3 ngày hết, sau đó là gì, vẫn sống như bình thường. Có những người không hề biết mình bị thấp tim cho đến khi mình trèo cầu thang mèo cao là mình thấy mệt, mình chạy nhảy là mình thấy mệt, mình đo điện tim thì mình thấy rằng là cơ tim nó đã bị viêm nhiễm rồi, gọi là bệnh thấp tim ở trẻ vị thành niên. Và mình đo điện tim ra như thế thì mình thấy được các cái yếu tố về, người ta gọi là yếu tố thấp. Yếu tố thấp tức là gây ra các bệnh lý về thấp khớp, thấp tim, chứ không phải là vị trí của quả tim nó nằm thấp đâu anh chị nhé. Đó là bệnh lý về cơ tim liên quan đến nhiễm khuẩn và nhiễm độc. Do các nguyên nhân về mạch máu ngoại vi ngoại biên, suy mạch, giảm khối lượng tuần hoàn. Thế suy mạch và giảm khối lượng tuần hoàn nghĩa là như nào? Ví dụ như là khối lượng tuần hoàn tức là máu nó lưu chảy trong lòng mạch, nó trong tĩnh mạch, trong mao mạch, trong động mạch phải không? Thế trong trường hợp mà là trong trường hợp nào thì sẽ suy giảm khối lượng tuần hoàn này? Trong trường hợp bệnh nhân mất máu,
mất rất là nhiều máu, ví dụ như là chấn thương đứt động mạch, máu chảy ầm 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 ra đó, thì khối lượng tuần hoàn nó sẽ giảm rất là rõ ràng và trông thấy. Nhưng những trường hợp nữa nó không hề mất một giọt máu nào cả nhưng khối lượng tuần hoàn vẫn giảm, thì gặp trong những trường hợp ví dụ như bệnh nhân bỏng, bỏng mà trên 50% diện tích da, thì mình thấy mỗi lần mình bị bỏng thoát huyết tương ra ngoài đúng không ạ? Vậy thì trong tuần hoàn thì nó bao gồm hai phần này, trong máu nó gồm hai phần này, một là huyết tương, hai là huyết cầu. Huyết tương là cái dịch màu vàng vàng mà anh chị thấy mỗi khi mà mình bị đứt tay nó chảy ra cái dịch vàng vàng đó, cái đó người ta gọi là huyết tương. Huyết tương nó chỉ có màu vàng nhẹ, vàng vàng nhẹ nhẹ thôi đó. Còn huyết cầu thì bao gồm gì ạ? Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, cái này gọi là tế bào máu. Và huyết tương và huyết cầu thì mất máu nó có hai trường hợp, một là mất máu toàn phần, nó mất máu hết, mất cả huyết tương cả tế bào, thì thường là những trường hợp này nó chảy máu ra ngoài thì nó mất hết. Còn trường hợp thứ hai là nó chỉ mất huyết tương thôi, ví dụ như trong bỏng chỉ thoát huyết tương ra ngoài thôi, tế bào máu bình thường, nhưng cái đó nó vẫn gây suy tuần hoàn. Trường hợp tiếp nữa là bệnh nhân tiêu chảy, mất rất là nhiều nước qua niêm mạc ruột, nước xả ra ngoài rồi thì cái tuần hoàn nó không đủ, dẫn đến bị giảm khối lượng tuần hoàn. Máu, số lượng máu thì không hề thay đổi, hồng cầu không thay đổi, bạch cầu không thay đổi, tiểu cầu không thay đổi, nhưng bệnh nhân vẫn giảm khối lượng tuần hoàn do tiêu chảy, do mất gì, mất huyết tương, gặp trong cái trường hợp bị bỏng. Có những trường hợp mà nó tiêu chảy lên đến 10 lít nước một ngày. 10 lít nước một ngày, tức là bệnh nhân mất cái khối lượng tuần hoàn quá lớn và quá nhanh, không xoay sở kịp thì nó sẽ dẫn đến suy tim. Cái này người ta gọi là suy tim cấp, do suy giảm khối lượng tuần hoàn cấp. Thì suy tim này thì đồng nghĩa với việc mình không gì ạ? Không bắt được mạch. Mạch đập rất là yếu, mình không bắt được mạch. À vậy hỏi các anh chị nhé, cái nhịp tim với nhịp mạch có giống nhau không? Khác ạ cô, Khác gì? Khác cái gì? nhịp tim với nhịp mạch nó khác hay là giống, cái này em cũng chưa rõ lắm cô, nhưng mà nhịp tim thì do cái nút xoang đúng không cô? Có người bảo nhịp tim 80 lần một phút, nhịp mạch 70 lần một phút, đúng hay sai? Sai. Sai. Nhịp tim là do là khi mỗi một quả tim bóp nó tống máu đi ra ngoài động mạch thì nó tạo ra được một nhịp mạch, tức là khi quả tim bóp một nhịp thì sẽ tạo ra được một nhịp mạch. Không có chuyện mà quả tim bóp một nhịp mà tạo ra được hai nhịp mạch là không thể. À, chỉ có mỗi tim bóp một nhịp thì nó sẽ tạo ra được một nhịp mạch, nên nhịp tim và nhịp mạch là bằng nhau, nó khác là khác vị trí nghe mà thôi, được chưa? Vị trí nghe thôi, vị trí bắt thôi. Ví dụ người ta nói là nhịp tim thì người ta dùng cái tai nghe, người ta nghe ngay tại móng tim, nghe ngay tại móng tim thì đó gọi là nhịp tim. Còn người ta bắt ở động mạch thì người ta gọi là nhịp mạch. Nhưng thực chất là hai nhịp này có giống nhau không ạ? Giống cô. Giống, nó là một nha, chứ không có thể là nhịp tim 80 mà nhịp mạch 70, không có được. Không chơi như vậy được. Rồi còn hỏi nữa này, các anh chị có thấy là trên lâm sàng các anh chị mà đi làm mình thấy nhịp tim thấy toàn chẵn không? Thì liệu có nhịp lẻ không? Dạ Sinh viên nó hỏi mình, cô thấy có mạch lẻ không? có. Dạ có con. Có mạch Có lẻ cô. không? Có mạch lẻ nha, có mạch lẻ nha, có mạch lẻ là bởi vì gì? À, quả tim nó bóp được bao nhiêu nhịp trong vòng một phút đó, mình đếm nó trong trọn trong vòng một phút thì nó sẽ ra mạch lẻ. Nếu anh chị cứ đếm từ một cho đến hết 60 giây ấy, thì nó sẽ có mạch lẻ. Nhưng thực tế trên lâm sàng có những chị điều dưỡng bảo là ta đi làm mấy chục năm nay rồi chưa thấy cái nhịp tim lẻ bao giờ. Đúng không? Chị biết vì sao nó lại không thấy được cái nhịp tim lẻ Tại tụi em chỉ bắt nửa phút hoặc 1/4 thôi không? Đấy, các anh chị chỉ bắt có nửa phút, có 30 giây hoặc Dạ, là có 15 giây xong anh chị nhân nhân đôi lên thì thôi. không bao giờ lẻ con, nhân Một khi đôi mình thì nhân không bao giờ lẻ. đôi lên thì làm sao lẻ được. Vậy mà có những chị điều dưỡng, cái chị chửi học sinh nhà mình bảo là ta đi làm bao nhiêu năm trời chưa thấy cái mạch lẻ bây giờ, sao mày đếm ra được 75 lần một phút, ta đi làm mấy chục năm nay tôi chưa thấy cái mạch lẻ bây giờ. Thì đó là cái chị làm tắt, cái chị đếm có 30 phút rồi anh chị nhân đôi lên lấy đâu ra lẻ. Còn bé nó gì, nó còn ngoan, nó còn hiền, nó còn khù khù, nó đếm đúng một phút, Sống đúng 60 giây luôn là nó dừng, là 75 thì nó chỉ thêm đúng 75 thôi chứ nó đâu có thêm được một nhịp nữa nào đâu, thì nó sẽ có lẽ chứ. Đừng 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 nghĩ rằng là nhịp tim chỉ có nhịp chẵn nhá. Nhịp chẵn là bởi vì mình nhân lên thì nó là chẵn đó nghe chị. Vâng, thế là mình hiểu được. À, nhịp tim với nhân. nhịp mạch thực ra nó là một tần số thôi đúng không ạ? Vậy thì cơ chế bệnh sinh của các cái bệnh lý về cơ tim thiếu oxy
Thế khi mà một là cái mạch vành nó bị suy này, hoặc cái tuần hoàn nó giảm thì cái hậu quả đầu tiên là nó sẽ thiếu oxy, do là không quả tim nó không đẩy máu đi được này, nó không cung cấp đủ máu cho các tế bào này. Vậy cái thiếu oxy này nó xảy ra ở hai nơi này, một là ngay tại quả tim, hai là tại tế bào. Và cái chuyện thiếu oxy này thì anh chị được giải thích như sau này. Khi cơ thể mình vì các nguyên nhân khác nhau, thiếu oxy thì nó lại có rất là nhiều nguyên nhân gây thiếu oxy chứ không phải chỉ riêng một vấn đề về mạch nhé. Ví dụ thiếu oxy như không khí này, không khí thiếu oxy này, ngộ độc không khí này, vấn đề về phổi này. Vậy thì cái vấn đề về thiếu oxy nó lại nằm ở cái bài phổi nhiều hơn. Nhưng anh chị có một cái cơ chế nữa này, khi tế bào nó bị thiếu oxy á, thì trung tâm hô hấp nó nhận định được cái việc mà cơ thể đang thiếu oxy, tức là SpO2 nó đang tăng lên ấy. SpO2 trong máu nó tăng lên rất là nhiều thì nó sẽ kích thích trung tâm hô hấp, cộng thêm nhịp tim nó cũng phải làm việc nhiều hơn. Thì khi quả tim nó thấy rằng cơ thể nó thiếu oxy thì nó sẽ kích thích quả tim bóp nhiều hơn, mạch lúc này sẽ nhanh. Nên anh chị thấy là những trường hợp mà bệnh nhân khó thở chắc chắn mạch sẽ nhanh. Bắt nhanh lên để làm gì? Chị Ngân ơi, chị Ngân, nếu không, chị Ngân không hỏi gì, chị Ngân tắt mic đi chị Ngân ơi, chị Kim Ngân ơi. Bên phòng không nhường quyền cho cô không tắt được. Thế thì chị Kim Ngân ơi. Dạ. Chị không nói thì tắt mic đi chị. Khi mà cái quả tim mà nó nhận tế bào nó thiếu oxy á, thì quả tim nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Cái cơ chế này người ta gọi là cơ chế thích nghi tại tim. Khi tế bào thiếu oxy, quả tim sẽ đập nhanh lên. Nhanh lên để làm gì? Mục đích là nó đang bù trừ lại cái chuyện thiếu. Nó cố gắng nó làm việc nhiều hơn để nó bù lại cái chỗ thiếu đó. Gọi là cái khoảng thích nghi của cơ tim. Nhưng mà khi mà nó cố gắng hết sức rồi, nó vẫn không bù được, thì bản thân chính quả tim đó nó cũng không còn năng lượng để nó hoạt động nữa. Thì lúc này nó sẽ dẫn đến nó suy tim. Khi mà quả tim nó suy rồi thì tế bào ở phía sau nữa nó lại càng thiếu oxy một cách trầm trọng hơn. Vậy thì cái chuyện thiếu oxy này nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên khi mà mới nhẹ, đang còn nhẹ thì mạch nó sẽ rất là nhanh. Nó nhanh một hồi nó không bù lại được nữa thì nó suy. Nó suy luôn, nó rơi vào trường hợp mà mạch chậm. Mạch chậm. Vậy thì trên lâm sàng thực tế mà nói, anh chị thấy là mạch nhanh và mạch chậm thằng nào nguy hiểm hơn ạ? Mạch chậm. Luôn luôn mạch chậm là nguy hiểm hơn. Người ta phải chú trọng hơn. Cái chuyện mà hạ mạch nhanh nó nhanh lắm, trở về bình thường nó dễ lắm. Ví dụ như trường hợp mà nó cố hết sức mà nó chả nợ được cái chuyện mà thiếu oxy đó thì tự động có thể trở về bình thường. Gọi là nó nằm ở trong cái khoảng mà điều tiết của cơ thể chấp nhận được thì nó trở về bình thường thôi. Còn nếu không, nó không bù được cái khoản đó, nó nợ âm đi nữa thì bản thân nó cũng thiếu luôn. Anh chị tưởng tượng là ví dụ như là bây giờ là lương mình 10 triệu mà mình nợ tháng này nợ 20 triệu, thì tháng sau mình ráng mình làm nhiều lên, mình ăn ít đi một chút nữa, tháng sau nữa ăn ít đi một chút nữa thì mình trả được cái khoản nợ đó thì không sao cả, thì mình ráng mình làm nhiều hơn tí thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ mà không phải nợ 10 triệu nữa, không phải nợ 20 triệu nữa, mà nợ 20 tỷ, thôi làm gì nổi nữa. Phải không? Tức là mình thấy rằng là trong cả cái quãng đời còn lại mình không thể nào mà mình trả được cái chỗ nợ đó cả, thì mới sẽ có hiện tượng là gì á, nhảy lầu tự tử đó anh chị, phải không? Xù nợ luôn, xù nợ luôn. Không xù được thì gì, thì tự tử. Bởi vì thì quả tim, vậy thì cơ chế con người nó cũng thế, khi mà nợ ít thôi thì nó ráng nó hoạt động, nó làm chăm chỉ hơn chút nữa để nó bù lại cái khoảng đó. Nhưng mà cái khoảng kia nó to quá rồi, nợ gì, nợ nó nhiều quá rồi thì bản thân cái cơ tim nó cũng sẽ không còn oxy để nó hoạt động nữa, nó cố gắng hết sức rồi nó cũng không lấp được cái chỗ đó, thì bản thân nó suy tim luôn. Nó không còn oxy thì nó hoạt động nữa, thế thì tế bào cơ tim nó cũng sẽ thiếu và nó dẫn đến suy trầm trọng hơn, hậu quả cuối cùng vẫn là gì? Tử vong. Cái cơ chế tiếp theo là cơ chế của canxi 2 cộng. Khi mà cái canxi 2 cộng nó không vào được tế bào cơ tim á, thì nó không khởi động được cái hệ enzyme ATPase và nó không làm cho, không có năng lượng để tạo ra cái hiện tượng co cơ, nên là các ion nó cũng cực kỳ quan trọng đối với cái tế bào cơ tim. Thì có hai loại ion, một là canxi, hai là kali. Cái vai trò của kali nó cũng cực kỳ quan trọng. Canxi thì nó giúp cho cái hiện tượng co cơ, thế khi không có canxi thì cơ nó duỗi ra. Thì đồng nghĩa với việc mà khi nồng độ canxi trong máu này nó hạ xuống quá mức, quá ngưỡng hoạt động, thì mình sẽ gây ra hiện tượng co giật. Thì cái cơ chế thích nghi của sự co giật này chính là nó đang huy động canxi ngược từ xương quay trở lại máu. Khi nó huy động đủ thì cái trận co giật sẽ ngưng lại. Tiếp
Ngoài cái canxi ra nó còn có một cái vitamin nữa, người ta gọi là vitamin K. Vitamin K nó cũng có vai trò cực kỳ to lớn trong vấn đề tạo ra nhịp của cơ tim. Khi nồng độ kali mà nó tăng quá mức ở trong máu á, thì nó gây ra hiện tượng ngưng tim. Và đối với ngành y khoa mà nói thì vitamin K cũng là một cái gọi là, các anh chị biết cái tử hình bằng hóa chất không anh chị? Anh chị nghe các phương pháp bằng tử hình bằng hóa chất, người ta tiêm cái thuốc gì đó vô xong cái bệnh nhân chết mất không? Có, tiêm kali cô. Vâng, đúng rồi. Đó chính là hiện tượng người ta tiêm kali vào khi một cái nồng độ kali đạt quá cao ở trong máu trong một thời gian nhất định, thời gian ngắn ấy, thì nó sẽ gây trương cơ tim toàn bộ. Trương cơ tim tức là ở cuối của thì tâm thất ấy. Tâm thất thu xong nó phải giãn ra thì gọi là tâm trương đúng không? Và cơ tim nó giãn ra hết sức, nó không co lại được nữa. Khi nó không co được nữa thì ngưng nhịp tim ngay tại chỗ luôn. Và đó là một cái chết không gây đau đớn. Riêng với trong ngành y chỉ có vitamin K là một cái loại cái chết không gây đau đớn, không gây ra bất cứ triệu chứng gì hết, chỉ tràn giãn cơ tim hết mức và không co lại nữa thôi. Còn mình sử dụng cái phương pháp gì chết cũng đau hết ạ. Đó cũng là một cái mà mình phải lưu ý trên lâm sàng, khi mà mình đưa một cái lượng lớn vitamin K vào đường tĩnh mạch ấy, cũng rất là nguy hiểm, có thể gây ngưng cơ tim. Nên đa số trên lâm sàng thường người ta tiêm vitamin K vào bắp, tức là vào mông để nó vô một cách chậm chậm. Hai là người ta bơm vitamin K lên chai dịch truyền và người ta truyền vô một cách chậm chậm. Chứ rất ít trường hợp người ta tiêm trực tiếp. Nếu có tiêm trực tiếp tĩnh mạch tức là bệnh nhân đang thiếu rất là trầm trọng, bác sĩ người ta mới quyết định là tiêm trực tiếp, và người ta chỉ tiêm một ống thôi chứ người ta không tiêm nhiều. Tiêm nhiều nó sẽ gây ra cái tai biến ngưng cơ tim. Một khi cơ tim nó ngưng ra rồi không có gì cứu được hết, sốc tim cũng không xi nhê gì cả, nó không co lại được nữa. Phân loại về lâm sàng thì nó có 4 mức độ của suy tim. Suy tim độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Phân loại theo diễn biến thì nó có suy tim cấp và suy tim mãn. Phân loại theo vị trí thì nó có suy tim trái, suy tim phải và suy tim toàn bộ. Và trên lâm sàng thì thông thường người ta hay sử dụng phân loại theo mức độ. Thì độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 thì phân loại theo mức độ thì nó sẽ tương ứng với cái vấn đề về điều trị và vấn đề chăm sóc luôn. Vậy cái cơ chế bệnh sinh của cái hiện tượng suy tim này ra thì người ta giải thích bằng các cơ chế khác nhau. Cái cơ chế đầu tiên là cơ chế quá tải, gọi là tiền tải. Tiền tải và hậu tải đấy. Tiền tải tức là cái lượng máu về tim nó quá lớn đi. Cái van tim, ví dụ như trong các bệnh lý về hở van tim như lúc nãy cô giải thích rồi, khi van tim nó hở thì mình bóp máu và tâm thất bóp thì nó lại trào ngược lên bên trên tâm nhĩ, thì nó cứ thụt qua thụt lại nó làm cho cái việc bóp máu trở nên không có hiệu quả nữa, làm tăng cái gánh nặng của cái quả tim lên. Rồi cho hậu tải tức là áp lực của cái phía sau cái quả tim đó, những bệnh nhân cao huyết áp này, bệnh nhân hẹp van hai lá, hẹp van ba lá thì cái này là do hậu tải. Vậy thì cái cơ chế gây suy tim thì do cái quá tải thì có tiền tải và hậu tải anh chị nhá. Do các bệnh khác nó sinh ra, ví dụ bệnh lý tại tim và bệnh lý tại mạch, ví dụ bệnh lý về viêm cơ tim và dẫn truyền thần kinh trong tim, lượng máu và các mạch máu trong tim. Suy tim do các bệnh lý bên ngoài của tim mạch nữa, hôm sau mình sẽ học đấy là suy tim do suy thận nó kéo theo. Cái khái niệm tiếp theo nữa là suy tuần hoàn do mạch. Thì trong các khái niệm về mạch ấy, về đông y thì nó có mạch bù, mạch kháng, mạch đổi, mạch chứa. Nhưng mà ở đông y, ở tây y của mình ấy, thì người ta lại dùng các từ là động mạch lớn, động mạch nhỏ, các mao mạch, các tĩnh mạch, chứ mình không sử dụng các cái từ của đông y nữa ha. Vậy thì các cái bệnh lý về xơ vữa mạch này, cao huyết áp này, hạ huyết áp này đều là những bệnh lý liên quan đến cái tuần hoàn của cái mạch này ha. Và hôm sau các anh chị mà học, anh chị nào học giải phẫu rồi thì mình nhớ, còn anh chị nào mà chưa học giải phẫu sinh lý thì hôm sau mình sẽ học
sinh lý về hệ mạch, thì động mạch nó đi đến đâu, khi nào nó chia, động mạch dưới đòn, động mạch cánh tay, động mạch quay, động mạch khoeo chân, thì gì đi qua mỗi điểm giải phẫu cái tên động mạch nó cũng sẽ thay đổi. Cái này mình học ở sinh lý thôi, cô chỉ đưa hình lên để các anh chị biết. Vậy thì nó cũng sẽ mô tả hệ về động mạch, hệ về tĩnh mạch. Và trên một cái mô hình người ta luôn quy ước rằng á, người ta luôn quy ước rằng màu đỏ là màu động mạch, màu xanh là màu của tĩnh mạch, màu vàng là màu của gì ạ? Màu mạch hả cô? Màu vàng là màu của dây thần kinh. Yeah. Dạ. Trên một cái mô hình giải phẫu mà anh chị nhìn thấy, màu đỏ là sẽ là động mạch, màu xanh là tĩnh mạch, màu vàng là màu của dây thần kinh nó đi. Và các dây thần kinh nó đi thì thường nó đi sát xương và hay đi song song với đường động mạch, dây thần kinh ấy. Nó hay đi sát với động mạch, còn tĩnh mạch thì nó rõ hơn ra bên ngoài và nó quy định là màu xanh. Trừ, nó vẫn nói này, trừ trường hợp động mạch phổi là máu màu đỏ, đỏ thẫm, tức là tương ứng màu xanh đấy, như nãy mình vừa nói trên hình đúng không? Động mạch phổi là máu màu đỏ thẫm, tương ứng với màu xanh trên hình. Tĩnh mạch phổi, nghĩa ra nó phải màu xanh, nhưng tĩnh mạch phổi nó lại màu màu đỏ tươi, tương ứng với màu đỏ trên lâm sàng. Nên để tránh cái trường hợp mà cứ trừ qua trừ lại này mất công lắm, thì mình nhớ cho mình một câu: máu đi ra khỏi tim là máu động mạch, máu đi vào tim là máu tĩnh mạch. Nghe chưa? Máu đi ra khỏi tim là máu động mạch, không cần biết là màu đỏ, màu đen, màu xanh gì hết, nhưng đi ra khỏi tim nó là máu động mạch, đi vào tim thì nó là máu tĩnh mạch ha. Thì đi ra đi vào thì nhìn cái hình mà lúc nãy cô chiếu lên thì anh chị nhìn thấy rất là rõ cái mũi tên nó đi ra nó đi vào đó. Ok rồi. Các cơ chế gây sơ vữa động mạch thì có, về y học càng phát triển thì người ta giải thích nhiều cái cơ chế khác nhau dẫn tới cái sơ vữa động mạch này. Thế nhìn thấy cái mạch này nó bị sơ vữa không ạ? Hai cái điểm màu vàng vàng này chính là cái điểm mạch nó bị sơ vữa. Vậy thì khi nãy có giải thích sơ qua của anh chị rồi, cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cái sơ vữa mạch và cái bệnh sơ vữa mạch này càng ngày nó càng trẻ hóa. Trẻ hóa có nghĩa là gì? Nó gặp ở trên những người trẻ nó vẫn bị. Điển hình như anh chị thấy là có những đứa nó mới lớp 8, cấp 1, cấp 2 thôi, anh chị thấy nó vẫn bị nhồi máu cơ tim đúng không? Mà ngày xưa nó chỉ thấy gặp ở trên người già thôi. Thì tại sao nó lại như vậy vậy? Tại vì chế độ ăn và chế độ vận động sinh hoạt gần như là chính đấy các anh chị. Đặc biệt là những người ở thành phố tỷ lệ bị sơ vữa động mạch nó cao hơn hẳn so với những người nông thôn. Bởi vì mình không có vận động thể lực mấy. Mình đi làm, mình hoạt động, mình đi lại rất là ít. Trừ cái nghề điều dưỡng thôi, nhưng mỗi nghề điều dưỡng là đi cả ngày thôi. Còn những nghề khác là mình ngồi trì trệ. Con nít ở thành phố cũng thế. Nhiều khi nó béo phì từ khi nó mới 4-5 tuổi thôi, cho đến khi mà nó lên đến cấp 2 là mười mấy năm rồi, nó cũng béo phì mười mấy năm rồi. Nó dư cái lượng mỡ tích trữ như vậy thì cái thành mạch nó cũng hư rồi. Dần dần nó mới có những cái hiện tượng là bệnh nhồi máu cơ tim sớm, bị đột quỵ sớm, chết sớm là như vậy. Vậy thì nãy các anh có hỏi thì để ngăn ngừa được cái chuyện đó thì cái vấn đề lớn nhất nó là phải là tập vận động thể lực. Cái thứ hai mới là kết hợp chế độ ăn uống. Ăn uống ít thôi. Kể cả mà anh chị ăn nhiều đi chăng nữa nha, anh chị vận động rất là nhiều, ok. Ví dụ như ở quê đi, các cụ ăn 5 bát cơm, nhưng có cụ nào bị sơ vữa động mạch đâu. Đó, ăn rất là nhiều cơm, ăn rất sáng ăn 3 bát cơm, trưa ăn 5 bát cơm, chiều ăn 5 bát cơm. Nhưng các cụ không bị gì. Là bởi vì người ta vận động thể lực rất là nhiều. Đa số người ta chỉ lao động về thể chất thôi. Não người ta không có làm việc bao nhiêu mà, nhưng mà chân tay người ta làm nhiều, người ta giải phóng được năng lượng. Nạp về nhiều nhưng đốt hết thì không sao cả. Cái quan trọng là mình nạp vào nhưng mình đốt nó không hết thì nó mới dư thừa, thì nó mới bám vào trong đó. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất là do cholesterol bám vào trong máu. Nguyên nhân thứ hai là cái sức bền thành mạch nó giảm. Nguyên nhân thứ ba là giảm về thể lực. Những năm về gần đây người ta nghiên cứu về các gốc tự do thì người ta lại thấy nữa về các cái gốc tự do. Thì cái gốc tự do hôm sau sẽ cho các anh chị xem một đoạn video ở cái bài cuối cùng về cái bài về lão hóa, thì sẽ thấy cái gốc tự do nó sẽ phá vỡ cái sức bền của thành mạch này, nó gây ra cái bệnh bị đột quỵ nó như thế nào. Thì mình sẽ gặp ở bài sau ha. Thì khi cái lòng mạch này nó bị chít hẹp như thế này rồi thì nó gây ra những hậu quả gì? Nó cái hậu quả lớn nhất là gây ra cục huyết khối, tắc mạch, nhồi máu và bệnh nhân tử vong. Hậu quả nhẹ nữa thì nó giảm cái lưu lượng máu lưu thông ở phía sau.
máu nó đi qua đây nó kém như thế này thì cái tuần hoàn ở phía sau nó sẽ gì, nó bị giảm và nó gọi là thiếu máu. Ví dụ như là mình đi khám bác sĩ, một cái bệnh nhân là đi khám bác sĩ đau đầu á, đau đầu thường mà nói một câu là thiểu năng tuần hoàn não. Các anh chị hiểu được cái từ thiểu năng tuần hoàn não đúng không ạ? Nhưng những người học y thì hiểu được, còn những người mà người ta không học y, có rất nhiều người người ta không hiểu. Thế hỏi, thế thiểu năng tuần hoàn não là cái gì? Là thiếu máu nuôi não. Vâng, người ta chỉ nghe được mỗi một cái từ. Vâng, bác sĩ giải thích thì không có gì sai, nhưng bệnh nhân người ta sẽ hiểu rằng là thiếu máu. Người ta chỉ biết một cái từ thiếu máu. Thiếu máu là do ăn ít thôi. Thế là về nhà, mình mua nhiều thịt bò để cho bố ăn, bố bị thiếu máu. Vậy có đúng không ạ? Có đúng không các anh chị? Dạ không ạ. Không, hoàn toàn không hề đúng. Không hề, nó không hề giống dính vào nhau một cái gì cả. Thiếu năng tuần hoàn não nó chỉ chứng minh là cái chuyện mà máu đưa lên cái vị trí nó kém, bởi vì cái lòng mạch nó chít hẹp rồi thì cái vùng phía sau bị nuôi dưỡng thiếu thôi, chứ không có đồng nghĩa với việc máu của cả toàn thân nó thiếu. Nó không có đồng nghĩa với việc đó, ý nghĩa nó khác. Thiếu máu của toàn thân nó phải được định nghĩa bằng giảm số lượng hồng cầu, giảm số lượng hemoglobin thì lúc này mới định nghĩa là bệnh nhân thiếu máu toàn thân, thiếu máu do sắt, thiếu máu nhược sắt. Thì cái lúc nó cung cấp nó sẽ khác, còn cái này tuần hoàn thì nó sẽ khác. Vậy gì vậy gì ạ? Thì khai thông được cái đỉnh, cái điểm tắc này thì cái phần phía trên nó mới gì ạ, mới được nuôi dưỡng tốt được. Những trường hợp nhẹ này không phải lúc nào cứ thợ tắc như thế này thì người ta thông đâu. Phải có chỉ định thông, tắc trên 80%, cản trở trên 80% lúc này mới thông gì ha. Nữa nè, thế thì hỏi anh chị là nó có tắc một điểm không ạ? Nó có tắc một vị trí không? Dạ, thế khi không. Mà bị sơ vữa nó có tắc một vị trí không hay là nó tắc nhiều vị trí hả các anh chị? Nhiều ạ. À. Dạ nhiều cô. Mình sẽ thấy rằng là à, cái chuyện tắc này á, là máu nó lưu thông toàn thân, nó không phải tắc một điểm đâu, mà nó sẽ tắc ở nhiều điểm khác nhau. Ở nhiều điểm khác nhau chứ không phải là một điểm, nên khi một cái bệnh nhân mà đã có sơ vữa mạch ấy, thì nó sẽ có nhiều điểm tắc khác nhau, và nó chỉ xảy ra ở trên những cái điểm mạch nào mà nó quan trọng là một, nó nhỏ nó chít hẹp là hai. Thế tại sao không bao giờ thấy nó sơ vữa ở tĩnh mạch chủ hay động mạch chủ? Không thấy sơ vữa ở động mạch chủ và tĩnh mạch chủ bao giờ hết. Bởi vì sao? Bởi vì dòng máu ở đời những cái điểm này nó chạy rất là lớn, rất là mạnh, nhưng gần như nó sẽ không có cái mảng nào nó bám được ở đó hết. Nó chỉ bám ở những cái động mạch nhỏ nhưng lại quan trọng. Động mạch nào nhỏ quan trọng? Não mà nhỏ, động mạch toàn động mạch nhỏ li ti, nó chia rất là nhỏ. Động mạch gì ạ? À? Động mạch vành, nó chia cực kỳ nhỏ để nuôi tế bào cơ tim, nhưng mà nó nhỏ nhưng lại là nơi những rất là quan trọng, thì nó xảy ra toàn những điểm như thế thôi. Nó ác là nó ác vậy đấy. Nữa, và trên lâm sàng chính những điểm sơ vữa này này, nên sẽ có những hiện tượng mà anh chị thấy rằng là anh chị đo huyết áp cho bệnh nhân hai tay không giống nhau. Cũng cùng một người đo, cũng cùng cái máy đó đo, đo đi đo lại rồi vẫn thấy hai huyết áp hai bên không hề giống nhau. Còn người bình thường nó phải giống nhau không ạ? Có giống nhau không ạ? Người bình thường thì nó phải giống nhau nha. Không phải là vì huyết áp tay trái nó gần tim hơn thì là huyết áp cao hơn đâu, không phải. Nó đều chia ngang nhau như hết đó, từ động mạch ra thì nó chia ra động mạch dưới đòn nó đi sang hai bên, nó giống nhau hết, hai áp lực ở hai bên bằng nhau. Còn trong cái trường hợp mà mình đo thấy một bên cao một bên thấp thì rõ ràng đó nó có hiện tượng sơ mạch trước đó, một cái vị trí nào điểm mạch nó sơ thì cái bên trên của điểm sơ huyết áp nó sẽ cao, cái bên dưới điểm sơ huyết áp nó sẽ thấp. Cô cho hỏi người già mà người già lớn tuổi mà có bệnh lý về huyết áp nên đo phía bên tay thuận với tim hay là bên nghịch lại cô ạ? Đấy, mình vừa mới nói với anh xong là dù tay trái hay tay phải nó không có khác nhau. Về mặt lý thuyết trên thực tế không có khác nhau, anh đo tay trái cũng được, anh đo tay phải cũng được, không nhất thiết cần phải đo bên tay trái, không nhất thiết phải đo bên tay phải. Một khi người ta đo hai tay là để người ta xem được áp lực ở hai tay, nếu mà nó khác nhau thì là trong cái mạch ở động mạch cánh tay nó đã có cái điểm sơ vữa thì nó mới tạo ra cái huyết áp khác nhau. Còn nếu không thì hai bên đều giống nhau, không có khác. Chứ không phải là huyết áp tay trái nó gần tim hơn thì nó chính xác, không phải nhé. Mình đo huyết áp tay trái cũng được, mình đo huyết áp tay phải cũng được, mình đo huyết áp ở động mạch khoeo chân cũng được. Nhưng nếu mà anh chị đo huyết áp ở động mạch khoeo ở chân ấy, ở mộng mạch đùi này, mình đo cái máy huyết áp ở đùi xong mà mình gắn ở cái khuỷu chân, mình nghe ở cái đầu gối đằng phía sau á, mình nghe cái động mạch khoeo chân ấy. Các anh chị nghe thấy là đo huyết áp ở đùi bao giờ chưa? Chưa đúng không? Dạ chưa cô ấy, lần đầu nghe luôn. Thế thì hỏi bây giờ gặp một cái bệnh nhân cụt hết hai tay đo huyết áp đâu?
phải không? Phải không? Có đâu, có đâu ạ, có đâu ạ, bọn em tay thích tin hai nơi là bắt buộc phải đo chân ạ. Vâng, đó, thì cụ thứ hai tay rồi thì đo chân chứ đo đâu giờ. Còn bác sĩ hay em không đo được nữa thì cô ơi, cụt chân nữa thì làm sao? Cụt chân nữa rồi sao? Thì đo huyết áp động mạch xâm lấn, người ta đo huyết áp động mạch dưới đòn. Thì lúc này là không phải là điều dưỡng đo nữa mà gì ạ? Máy móc và đo huyết áp bằng centimet nước. Thì cái tất cả cái bao đo huyết áp này này, cái bao bên ngoài này thì đều là đo huyết áp ngoại vi thôi. Nếu anh chị đo ở dưới chân thì anh chị cộng thêm 0,5 mm thủy ngân nữa. Thì nó bằng với huyết áp ở tay. Nó giống như anh chị đo nhiệt độ vậy đó. Còn trên những trường hợp trẻ nhỏ hoặc những trường hợp bệnh nhân nặng, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi đi, trẻ sơ sinh đi. Các anh chị có bao giờ thấy người ta quấn cái bao huyết áp vào cái tay một cái đứa trẻ sơ sinh người ta đo không? Không đúng không? Bởi vì cũng không đo được. Thì những cái trường hợp đó, nếu mà nó cần phải theo dõi huyết áp thì phải làm sao? Thì người ta đo huyết áp động mạch xâm lấn, tức là người ta sẽ đặt một cái stent ở ngay động mạch quay này, người ta đưa cái stent đó vào trong động mạch và nó đo ở centimet nước. Những trường hợp đó nó hay gặp trong ICU của Nhi á nha. Người ta gọi là đo huyết áp động mạch xâm lấn anh chị ha. Vậy thì có nhiều cách để người ta đo huyết áp động mạch chứ không phải là một nhé. Ngoài cái việc mà bằng cái bao đo đó ra, ngoài đo ở tay thì có thể đo được ở chân, nếu không có ở chân thì đo huyết áp động mạch xâm lấn. Ok, cũng trễ rồi anh chị nhỉ, chắc là mình dừng ở đây, hôm sau mình đi tiếp nữa ha. Dạ, nghe hết vô rồi cô. Dạ, hôm sau mình đi tiếp sang cái phần cao huyết áp, xong cái phần sơ vữa động mạch rồi thì mình ngưng ở đây thôi, chứ đi tiếp nữa thì nó cũng hơi dài. Hôm sau các anh chị vào nhắc lớp vào đầy đủ dùng cô, với hình như lớp hôm nay bị thiếu rất là nhiều. Và anh chị, những mà anh chị có mặt ở đây thì anh chị điểm danh qua cái Google Form của cô hết ha. Mình điểm danh hết chưa ạ? Dạ rồi. Dạ. Hôm sau mình gặp nhau tiếp ở chiều thứ bảy tuần sau nha. Cô ơi, hình như là lớp do cái lớp học cổ truyền không học môn này cho nên là mới ít người á cô. Hoặc là cũng theo họ học rồi. Dạ. Dạ. Rồi em chào cô ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị nha. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui vẻ. Dạ, chào anh chị. Thưa anh chị ơi, cho em xin cái form điểm danh với. Lúc nãy máy của em nó bị thoát ra, giờ nó vào nó không có cái đường link đó. Alo. Đường link vẫn ở trên khung chat của cô đó. À dạ chị ơi, tại vì em vào sau á. Dạ. Bây giờ vào cái đường vào trong khung chat thì lấy đường link đi. Nên dạ rồi, rồi bây giờ thì em thấy các anh chị gửi lên rồi. Dạ rồi, em cảm ơn các anh chị. Ôi sao lại lấy được.